Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 47. Tần Đường Ngọc đã lăn lộn trong giới võ lâm nhiều năm, đương nhiên biết phép tắc của võ lâm, nhìn trộm lúc người khác dạy đồ đệ là điều tối kỵ trong võ lâm. Vào đi, Tề Đẳng Nhàn thấy Dương Quan Quan chuẩn bị kết thúc buổi tập, liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa gọi. Tần Đường Ngọc lúc này mới bước lại vào bên trong, chắp tay chào Tề Đẳng Nhàn, nói, anh Tề. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, đáp lời, sớm như vậy đã qua đây, có chuyện gì sao? Tần Đường Ngọc nói, sáng sớm hôm nay, Giang Sơn Hải đã tìm đến nhà họ Văn, hơn nữa còn cầm theo ngọc tủy của đà chủ, hắn ta nói từ nay về sau hắn ta chính là đà chủ của Long Môn Thượng Hải, còn nói chúng ta phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Tề Đẳng Nhàn cười nhạt một tiếng, nói, Giang Sơn Hải thật sự không chờ nổi nữa rồi, vừa lấy được ngọc tủy liền đến nhà họ Văn mấy người. Văn phu nhân trả lời như thế nào? Sư mẫu nói với hắn ta vài câu, sau đó đã lao vào đánh thái cực với hắn ta, sư mẫu không đồng ý luôn mà nói cần suy nghĩ kỹ thêm. Tần Đường Ngọc lòng nóng như lửa đốt hỏi, anh Tề, tại sao ngọc tủy lại rơi vào tay hắn ta được chứ? Tề Đẳng Nhàn cười cười, trả lời lại, hắn ta mua của tôi. Giang Sơn Hải đúng là rất chịu chi, cam lòng bỏ ra nhiều tiền như vậy, những 2 tỷ chỉ để mua ngọc tủy. Tần Đường Ngọc ngây người, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn càng ngày càng không đáng tin, tại sao ngọc tủy của đà chủ, tín vật quan trọng như thế mà hắn nói bán là bán chứ? Vậy sau này nhà họ Văn bọn họ phải đi theo ai, phải làm gì đây chứ? Đúng lúc này, Dương Quan Quan bỗng nhiên ngồi xổm xuống, lồng ngực phập phồng lên xuống, trong miệng phát ra một tiếng ngân dài, giống như tiếng nước sôi, hai lòng bàn tay đầy mồ hôi, bởi vì hơi thở nóng rực mà bốc hơi thành một lớp sương mù, toàn thân Dương Quan Quan nổi da gà, tóc tai dựng ngược lên, ngay cả tóc mái cũng bị thổi bay lên. Động tĩnh này làm cho Tần Đường Ngọc giật mình, quay đầu lại nhìn lại càng kinh ngạc hơn, hỏi, đây là đã luyện thành nội lực sao? Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, nói, không ngờ nằm viện một trận, không luyện tập công phu gì mà có thể nhân họa đắc phúc. Bây giờ, Dương Quan Quan cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đang nóng rực lên, cô ta hít một hơi thật sâu đánh ra một quyền, cảm thấy có chút khác biệt so với trước đây, đòn đánh này đặc biệt có lực. Tần Đường Ngọc bình tĩnh trở lại, hỏi Tề Đẳng Nhàn, anh Tề, sao anh có thể tùy ý bán ngọc tủy của đà chủ ra ngoài như vậy? Anh bán nó đi rồi, Giang Sơn Hải lấy được ngọc tủy mang ra ngoài, đến lúc đó còn ai sẽ chấp nhận để anh làm chủ chứ? Ha ha, thứ tôi bán chỉ là đồ giả mà thôi, chỉ có mỗi hắn ta coi nó là báu vật. Tề Đẳng Nhàn nằm trên ghế lười nhác trả lời. Là đồ giả sao? Tần Đường Ngọc sửng sốt một hồi, sau đó thở phào một hơi. Tề Đẳng Nhàn cười nói, hắn ta có yêu cầu gì thì nhà họ Văn cứ giả vờ đồng ý đi. Đại hội Long Môn Thượng Hải sắp bắt đầu rồi, trước lúc đó hắn ta có thể sẽ đi chạy loạn khắp nơi, cầm ngọc tỷ giả đi làm màu để mọi người ủng hộ hắn ta. Mấy người cũng không cần vạch trần điều này, chỉ cần phối hợp hết mức có thể với hắn ta là được rồi. Bao gồm cả Tống Chí Mai, cũng phải phối hợp với hắn ta. Đợi khi nào thủy triều rút nước, để cho mọi người xem Giang Sơn Hải bơi khỏa thân như thế nào. Tần Đường Ngọc bĩu môi, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn thật giỏi lừa người khác, dùng từ lão hồ ly để miêu tả Tề Đẳng Nhàn cũng không sai. Lần trước hắn trắng trợn đòi Triệu Man Nhi 60 triệu, kết quả lại đi tố cáo với Ngọc Tiểu Long, nói Triệu Man Nhi hối lộ hắn. Tần Đường Ngọc nói, tôi hiểu rồi, anh Tề đây là muốn cho Giang Sơn Hải vạn kiếp bất phục sao? Với hành động này của Giang Sơn Hải, đừng nói là làm đà chủ, ngay cả làm phó đà chủ cũng khó. Mà Giang Sơn Hải hành động cũng quá vội vàng, chỉ biết nhìn cái lợi ngay trước mắt, thậm chí vì quyền lực mà có thể đánh mất nhân tính như vậy. Tề Đẳng Nhàn rất ngứa mắt, không lừa hắn ta thì lừa ai đây? Đúng vậy, cứ để cho Giang Sơn Hải tiếp tục điên cuồng đi, hắn ta càng điên cuồng, đến lúc đó sẽ càng thảm bại. Tề Đẳng Nhàn cười cười, thản nhiên nói. Dương Quan Quan lúc này đã tập luyện xong, đi đến chỗ Tề Đẳng Nhàn, nói, anh cho tôi đánh thử một quyền, xem tôi có phải đã luyện được nội lực rồi không. Tần Đường Ngọc đứng ở một bên sững sờ, ngây người ra. Tề Đẳng Nhàn chớp mắt hỏi, cô thực sự muốn khi sư diệt tổ sao? Dương Quan Quan nhe răng cười, tôi vẫn luôn có một ước mơ, là luyện được công phu mạnh hơn anh sau đó tìm cơ hội đánh anh một trận. Tề Đẳng Nhàn không nói nên lời. Cô gái này rõ ràng là đang ghi thù,
trước đây hắn bắt nạt cô ta như thế nào có phải cô ta đều ghi lại vào sổ nhỏ không? Điện thoại của Tần Đường Ngọc reo lên, cô ta đi sang một góc nghe máy, sau đó sửng sốt, cái gì cơ? Có chuyện gì vậy? Tề Đẳng Nhàn nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc và phẫn nộ của Tần Đường Ngọc, không nhịn được quay đầu lại hỏi. Tần Đường Ngọc vội vàng nói vài câu sau đó cúp máy, chắp tay hành lễ nói với Tề Đẳng Nhàn, võ đường thiên đạo của nhà họ Văn gặp phải rắc rối lớn rồi, người của Nham Toái Lưu tìm đến cửa, đánh sư đệ án cường của tôi tàn tật rồi. Tề Đẳng Nhàn nghe vậy, liền cau mày lại, sắc mặt âm trầm. Liễu Tông Nham Toái nói sẽ đến thăm võ đường thiên đạo của nhà họ Văn, lúc đó Tề Đẳng Nhàn không quan tâm lời hắn ta nói, không ngờ người của Nham Toái Lưu thật sự dám đến. Đi, chúng ta đến võ đường thiên đạo, Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói. Mấy ngày này, đám người Kiệt Bành sống quá tốt rồi, đúng là ăn nó rừng mỡ mà, còn dám giễu võ Dương Oai trên đầu của hắn. Trong võ đường thiên đạo, tất cả mọi người đều vô cùng căm thù nhìn chằm chằm người Kiệt Bành trước mắt. Án Cường ngã xuống đất, cánh tay trái bị chật khớp, chân phải bị gãy, gương mặt tràn ngập vẻ đau đớn. Trước mặt anh ta là một người thanh niên mặc võ phục màu trắng của Nham Toái Lưu, liếc mắt thờ ơ nhìn Án Cường nói, anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc à? Thừa nhận quyền pháp nhà họ Văn các người thua kém chúng tôi khó đến vậy sao? Án Cường nghiến răng nghiến lợi nói, đó là bởi vì năng lực của tôi yếu kém chứ không phải quyền pháp của nhà họ Văn chúng tôi thua Nham Toái Lưu các người. Chàng trai trẻ này tên là Yamamoto Huyền Giã, chỉ mới 22, có thể nói là một thần đồng hàng thật giá thật. Anh ta chỉ mới học võ được một năm nhưng lại tiến bộ rất nhanh, nhiều cựu binh còn hết lời khen ngợi, nhắc đến anh ta như một thiên tài. Thiên tài này dĩ nhiên là do chính Liễu Tông Nham Toái phát hiện ra, và cũng do đích thân ông ta dạy dỗ. Yamamoto Huyền Giã, người đã được truyền thụ tất cả bí kíp võ thuật của Liễu Tông Nham Toái, đã được mặc định là chủ nhân tương lai của môn phái từ lâu. Huyền Giã, cậu đang làm cái gì vậy? Đúng lúc này Văn Tư Thuận vội vàng chạy tới, nhìn thấy Yamamoto Huyền Giã đánh Án Cường thành như vậy, anh ta không khỏi tức giận hét lên. Đánh nhau vốn không phải sở trường của Án Cường, thậm chí anh ta còn hơi vụng về, Văn Dũng Phu đã nhận anh ta làm đồ đệ, ông ta đánh giá cao năng lực của anh ta nhưng là ở một lĩnh vực khác. Bây giờ Thục không có tướng, Liêu Hóa Thành Tiên Phong Thục Trung vô đại tướng, Liêu Hóa Thành Tiên Phong. Thân là đệ tử chân truyền của Văn Dũng Phu, sao có thể trốn tránh không ra mặt khi người ngoài đến phá võ đường. Liễu Tông Nham Toái nhìn Văn Tư Thuận với ánh mắt lạnh lùng. Thượng Tuyền Tinh Vũ cười khẩy, đồ vô dụng. Yamamoto Huyền Giã nghiêm túc chào hỏi Văn Tư Thuận, sư đệ Yamamoto Huyền Giã, bái kiến sư huynh Văn Tư Thuận. Văn Tư Thuận sắc mặt âm trầm nói, Huyền Giã, cậu thế này có phải quá đáng quá không, nhất thiết phải đánh người ta thành ra như vậy sao? Yamamoto Huyền Giã lạnh lùng nói, sư huynh, tỉ thí võ công không phải chính là như vậy sao? Nắm đấm không có nhân từ, nếu như anh nương tay thì chính bản thân anh sẽ là người bị thương. Văn Tư Thuận tức giận nói, nếu tôi không bị thương thì cậu còn dám cản rỡ như vậy với tôi. Yamamoto Huyền Giã lại nói, cho dù sư huynh không bị thương đi chăng nữa, cho tôi thời gian 2-3 năm, tôi cũng có thể không sợ anh. Danh tiếng thiên tài của anh chẳng qua cũng chỉ là hư danh mà thôi. Văn Tư Thuận nghe lời của Yamamoto Huyền Giã mà cả người đã giận dữ muốn bùng nổ, cắn răng nói, được, không nghĩ tới cậu lại ngoan cố đến thế, lúc trước sao không dám nói lời như vậy. Yamamoto Huyền Giã vô cảm quay đầu lại, nói với Liễu Tông Nham Toái, sư phụ, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Liễu Tông Nham Toái đường đường là người sáng lập Nham Toái Lưu, một đại tông sư, muốn phá võ đường thiên đạo này tất nhiên không thể tự mình ra tay. Huống hồ võ đường thiên đạo này còn có liên quan đến Văn Tư Thuận, ông ta là sư phụ mà lại đi phá võ đường của đệ tử, chỉ sợ thiên hạ sẽ chê cười. Võ đường nhà họ Văn xem ra cũng chỉ được tới như vậy. Đã thế thì không cần mở nữa, bán võ đường cho chúng tôi, để chúng tôi mở phòng tập dạy võ sinh. Liễu Tông Nham Toái chậm rãi nói. Các đệ tử trong võ đường thiên đạo đều tức giận đến đỏ bừng mặt mũi, nhưng năng lực của họ không bằng người khác thì còn có thể nói gì. Văn Tư Thuận cũng tức giận đến run rẩy cả người, nếu biết trước chuyện này, anh ta sẽ không bao giờ đến nước Kiệt Bành bái sư. Nếu cha của anh ta Văn Dũng Phu vẫn còn sống thì sao có thể đến lượt những kẻ này bắt nạt anh ta?
tôi mới luyện võ chưa tới một năm, nếu võ đường đã không có người có thể đánh bại tôi thì tốt nhất là bán đi. Yamamoto Huyền Giã cũng cười nói, ánh mắt đảo qua, nhìn một vòng xung quanh. Thượng Tuyền Tinh Vũ nhảy ra kiêu ngạo mà cười to nói, trước giờ nghe nói võ thuật Hoa Quốc bác đại tinh thâm, xem ra cũng chỉ là lời đồn thổi. Sư đệ của tôi mới tập võ được một năm mà có thể đánh bại bất kỳ ai trong võ đường thiên đạo. Điều này khiến tôi tự hỏi, có phải chuyện võ thuật Hoa Quốc bác đại tinh thâm là người Hoa Quốc đang tự biên tự diễn hay không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng là Yamamoto Huyền Giã mới tập võ có một năm, nhưng anh ta là một thiên tài vô cùng mạnh mẽ, thiên phú của anh ta cao đến mức khiến người khác phải kinh ngạc không nói nên lời. Những cao thủ bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ của những người như anh ta, có đến thử thì kết cục cũng là bị đánh cho tơi tả mà thôi. Anh ta đã dùng kinh nghiệm luyện võ trong một năm của mình để chứng minh, điều này với người bình thường đúng là không có chút công bằng nào. Thiên phú không phải là thứ có thể bắt kịp chỉ bằng cách luyện tập chăm chỉ. Văn Tư Thuận sắc mặt âm trầm, hung hăng nghiến răng nghiến lợi nói, cho dù có phải đóng cửa thì chúng tôi tuyệt đối cũng sẽ không bán võ đường cho các người. Thượng Tuyền Tinh Vũ cười lạnh, sư đệ, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, chuyện này mà cậu cũng không hiểu sao. Cậu ấy nói không sai, võ đường sẽ không bán. Giọng nói thong thả của Tề Đẳng Nhàn từ bên ngoài truyền đến vô cùng bình tĩnh. Thượng Tuyền Tinh Vũ nghe được giọng của hắn thì tức muốn điên lên, sao hai lần làm việc lần nào cũng đều bị Tề Đẳng Nhàn quấy rối. Lần trước nếu không phải Tề Đẳng Nhàn làm rối tung mọi chuyện, Tống Chí Mai chắc chắn sẽ không từ chối, kế hoạch tiếp theo của bọn họ cũng có thể triển khai. Anh Tề, Văn Tư Thuận nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì mừng như điên vội vàng chắp tay hành lễ. Tề Đẳng Nhàn cười cười, chắp tay ôm quyền với Liễu Tông Nham Toái, chậm rãi nói, sư phụ. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Không ngờ ông lại đến võ đường thiên đạo để gây rối. Liễu Tông Nham Toái thờ ơ nói, tôi thấy lời anh Tề nói rất có lý. Thay vì tìm kiếm các mối quan hệ để mở một võ đường, tốt hơn hết là tuân theo các quy tắc chiến đấu với từng nơi một, nhân tiện cũng có thể làm cho Nham Toái lưu nổi danh. Ông ta khinh thường gọi Tề Đẳng Nhàn là sư phụ Tề, bởi vì trong mắt ông ta, Tề Đẳng Nhàn không giỏi công phu. Cơ thể của hắn đã bị rượu và tình dục làm cho rỗng tuếch, vì vậy hắn hoàn toàn không xứng đáng với xưng hô đó. Anh muốn đấu với tôi? Yamamoto Huyền Giã nhìn Tề Đẳng Nhàn, hơi hết cằm khinh thường hỏi. Cũng không phải là không thể, Tề Đẳng Nhàn nhún vai cười nhạt. Tuy nhiên, vẻ mặt của Văn Tư Thuận lại thay đổi, nhìn Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, anh Tề, không thể được. Thân phận của anh mà đi đấu với Yamamoto Huyền Giã? Làm như vậy là tự hạ thấp chính bản thân mình. Trong võ thuật, nói đến cấp bậc thâm niên. Tề Đẳng Nhàn là thủ lĩnh của Long Môn Thượng Hải, với địa vị của hắn, nếu muốn đấu thì cũng phải đấu với Liễu Tông Nham Toái. Đi đánh nhau với Yamamoto Huyền Giã hoàn toàn là tự hạ thấp mình, dù thắng trận cũng là điều đáng hổ thẹn, nếu sau này bị lật lại chuyện cũ sẽ trở thành một vết nhơ để đời. Nói cách khác thì phải để đồ đệ của tôi tới đánh sao? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Đúng, Văn Tư Thuận gật đầu, bất đắc dĩ cười cười. Nếu Liễu Tông Nham Toái không đích thân ra tay thì Tề Đẳng Nhàn cũng không có lý do gì để đánh. Yamamoto Huyền Giã không khỏi cười lạnh một tiếng, võ thuật Hoa Quốc không ra gì nhưng lại có một đống quy tắc, đúng là nực cười. Dương Quan Quan nghe thấy những lời của Văn Tư Thuận thì không thể kìm nén được sự vui mừng trong lòng. Cuối cùng, cũng có thể đánh một trận. Mấy ngày nay trong bệnh viện ẩm mốc quá. Sư phụ, để tôi cùng hắn ta đánh một trận đi. Hắn ta không phải nói mới luyện võ một năm sao? Tôi mới luyện võ hơn nửa năm, thử một chút đi. Dương Quan Quan nhảy ra hào hứng nói. Trường hợp thế này, cô ấy tất nhiên phải gọi Tề Đẳng Nhàn là sư phụ. Thấy Dương Quan Quan phấn khích nhảy ra như vậy, khóe miệng Tề Đẳng Nhàn giật giật liên tục. Cô gái này... Lần trước bị cao thủ Taekwondo của Gogoriel đánh cho bị thương nhập viện lâu như vậy, vừa xuất viện không bao lâu lại muốn đi đánh nhau với người khác, còn bày ra cái dáng vẻ mong chờ như vậy. Trước mắt thì võ công của Yamamoto Huyền Giã này rõ ràng mạnh hơn cô ta, hơn nữa còn luyện võ lâu hơn cô ta. Không những vậy anh ta còn là một thiên tài có thiên phú cực cao. Với thể trạng hiện tại của cô ta,
Tề Đẳng Nhàn không ủng hộ việc cô ta tham gia trận đấu lần này. Lúc không có anh hùng thì lại đẩy một người phụ nữ ra sao? Yamamoto Huyền Giã tỏ vẻ khinh thường cười lớn, cút đi, tôi không đánh phụ nữ. Dương Quan Quan cười nhạt, ai đánh chết ai còn chưa chắc. Tiểu Nhật, nhóc sống cũng tốt đó. Dù sao đây cũng là địa bàn của Hoa Quốc, mỗi lời nói và việc làm đều đại diện cho phẩm chất của người Hoa Quốc nên Dương Quan Quan vẫn luôn chú ý đến hàm ý trong từng câu nói của mình. Mặt Văn Tư Thuận chợt biến sắc, anh Tề, đừng nóng nảy. Thiên phú của Yamamoto Huyền Giã cực kỳ cao, hắn ta là người có thiên phú cao nhất trong vô số người mà tôi từng gặp. Hơn nữa công lực của hắn ta cũng không yếu, ra đòn vô cùng tàn nhẫn. Nếu để cô Dương lên đấu, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Dương Quan Quan lại quay đầu nói với Văn Tư Thuận, Văn Thiếu đừng có nói lung tung, cũng đừng có ngăn tôi tỉ thí với người khác nữa, huống hồ tôi còn đang ra mặt giúp cậu đấy. Nếu cậu ngăn cản tôi, chính là đang coi thường tôi đấy. Chép mới đang được dịch tiếp, vui lòng chờ đợi thêm. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể đọc truyện khác hoặc tham gia Facebook group, đọc truyện miễn phí mãi mãi để hỏi đáp tâm sự về chuyện nhé. Lịch up chương mới. Trong lúc chờ chương mới bạn có thể đọc thể loại T. Văn Tư Thuận không biết nói gì, cô gái này sao lại có bộ não bé như vậy chứ, chẳng lẽ là do ngực quá lớn sao? Tề Đẳng Nhàn nhíu mày trầm tư, nói, nếu đã như vậy thì cô lên tỉ thí một trận với hắn ta đi. Có hắn ở đây, ít nhất có thể đảm bảo Dương Quan Quan sẽ không bị thương quá nặng. Đến lúc đó chỉ cần tình hình có gì bất thường thì hắn sẽ trực tiếp ra tay, cùng lắm thì mất mặt. Dù sao nhị đương ra mặt dày đã quen, sao có thể sợ chút mất mặt. Dương Quan Quan thấy Tề Đẳng Nhàn cho phép thì mừng rỡ, nói, được được, tôi sẽ cố gắng chiến đấu hết sức. Đánh cho tên này phải chạy về nhà khóc với mẹ. Tề Mặc thản nhiên nói, đừng nghĩ nhiều, cứ đánh đi. Dương Quan Quan gật đầu, sải bước lao vào sân, sau đó cơ thể bắt đầu chuyển động. Anh Tề, Văn Tư Thuận mấp máy môi, có vẻ vẫn còn muốn khuyên gì đó. Không sao, cứ để cô ấy đi đi, chim non không dang rộng cánh thì làm sao có thể bay cao. Tề Đẳng Nhàn nói, luyện công phu là vì bảo vệ quốc gia. Trận chiến này không chỉ liên quan đến thể diện của nhà họ Văn các người mà còn liên quan đến thể diện của võ thuật Hoa Quốc. Văn Tư Thuận thở dài nhắc nhở, Yamamoto Huyền Giã rất hiếu chiến. Tôi đã quan sát hết 3 trận chiến của hắn ta. Trong 3 đối thủ, 2 người đã bị ngón tay đâm thủng huyệt thái dương mà chết, người còn lại thì bị đánh nát tim. Nếu như lát nữa cô Dương gặp nguy hiểm, anh không muốn xảy ra chuyện không may thì nên dừng lại và nhận thua càng sớm càng tốt. Tề Đẳng Nhàn khẽ mỉm cười. Liễu Tông Nham toái không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại để một người phụ nữ ra đánh nhau, nhíu mày, nhìn kỹ lại phát hiện bước chân Dương Quan Quan rất vững chắc, động tác lại nhanh nhẹn. Cô gái này có công phu, Thượng Tuyền Tinh Vũ nheo mắt nghiêm túc nói. Tề Đẳng Nhàn không giống người có thể dạy ra được đồ đệ thế này. Liễu Tông Nham toái nhíu mày nói, không thể tin được Dương Quan Quan lại là đồ đệ của Tề Đẳng Nhàn. Hai người trong sân đấu đang đứng đối diện nhau. Yamamoto Huyền Giã nói, cô rất xinh đẹp, tôi đánh giá cao sự can đảm của cô, nhưng cô có chắc là muốn đấu với tôi không? Tôi chưa bao giờ nương tay, cho dù đối thủ là phụ nữ. Nếu cô bị tôi đánh chết thì thật đáng tiếc. Dương Quan Quan thản nhiên nói, đừng nói nhảm nữa. Yamamoto Huyền Giã lại như không nghe thấy tiếp tục nói, cho nên, sau khi cô thua, phục vụ tôi vài ngày. Tôi có thể tha mạng cho cô, thế nào? Tôi sẽ bóp nát 2 quả trứng của anh. Dương Quan Quan mỉm cười vươn một tay ra, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt lại, giọng điệu vô cùng tàn nhẫn. Sắc mặt của Yamamoto Huyền Giã trầm xuống, anh ta hừ một tiếng, đột nhiên chắp tay nói, đệ tử Nham Toái Lưu Nước Kiệt Bành, Yamamoto Huyền Giã, xin được chỉ giáo. Dương Quan Quan cũng khép chân, giơ tay ôm quyền, lạnh lùng nói. Hình ý quyền Dương Quan Quan, sư phụ Tề Đẳng Nhàn, xin được chỉ giáo. Tề Đẳng Nhàn thong thả nhìn Dương Quan Quan, trong mắt có chút vui mừng, không ngờ đồ nhát gan mà hắn dạy dỗ lại có thể trưởng thành đến mức khiến người ta kinh ngạc như vậy. Đánh chết hắn ta đi, Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ, mặc dù công lực của Dương Quan Quan không bằng Yamamoto Huyền Giã, nhưng hắn vẫn rất tự tin về khí lực hiện tại của Dương Quan Quan. Suy cho cùng thì Dương Quan Quan được rèn luyện trong môi trường áp lực cao,
đối thủ hàng ngày của cô ta đều là những kẻ hung hãn có công lực mạnh gấp mấy lần cô ta, thậm chí là mấy chục lần. Sau khi Yamamoto Huyền Giã tuyên bố môn phái của mình, hai chân anh ta tách ra, một tay như thanh đao đặt trên ngực. Anh ta cao khoảng 1m75, mũi khoằm, lông mày kiếm, đôi mắt long lanh, dáng người cân đối, là một thiếu niên tuấn tú dạng người. Dương Quan Quan cao 1m68, để tóc ngắn mạnh mẽ, mặc bộ đồ thể thao màu đen, gương mặt xinh đẹp, chưa kể dáng người lại tuyệt mỹ, mà nghiêm nghị. Trong trận chiến này, chưa nói tới sức mạnh, chỉ cần nhìn nhan sắc đã khiến người ta cảm thấy bổ mắt. A! À. Lưng Dương Quan Quan run lên, hơi khom người xuống, giống như một con rồng lớn, toàn thân đều căng cứng, ánh mắt dán chặt vào Yamamoto Huyền Giã. Tất nhiên cô ta biết công lực Yamamoto Huyền Giã ở trên mình, nhưng cô ta không sợ. Suy cho cùng thì cô ta cũng là một cô gái mạnh mẽ lớn lên trong nhà tù Udo, bị bọn đồ tể và bầy sói tham lam hành hạ. Trong thâm tâm cô ta luôn mang một ý nghĩ do dự sẽ dẫn đến thất bại, đối mặt với bất kỳ đối thủ nào, dù thắng hay thua thì cô ta đều dũng cảm chiến đấu. Yamamoto Huyền Giã chậm rãi nói, long hình quyền pháp, long hình luyện thần, cô luyện cái này nhưng lại không cảm thụ được tinh túy của nó. Xem ra sư phụ của cô cũng không tốt lắm, cao thủ lần trước bị tôi giết cũng luyện long hình quyền pháp. Anh ta nói chuyện một cách bình tĩnh. Giống như đã nắm chắc phần thắng đối với Dương Quan Quan. Bớt nói nhảm. Dương Quan Quan hét lên một tiếng, ngay khi đối phương vừa mở miệng nói cô ta đã cắt đứt lời nói của đối phương, dùng thân kỹ hình rồng của mình, cất bước xông lên. Cùng lúc đó, hình hổ trong người Dương Quan Quan hiện lên, nội tạng phát ra tiếng kêu kỳ quái mà chỉ khi hổ đại hoàng gầm gừ mới có. Khoảnh khắc cô ta đứng trước mặt Yamamoto Huyền Giã. Gân cốt và xương của Dương Quan Quan có tiếng răng rắc như tiếng nổ tung của khớp tre, giống như một cây tre bị ném vào lửa nướng. Cô ta ngay lập tức biến thành hình rồng rồi chuyển thành hình hổ. Yamamoto Huyền Giã nói hình dạng rồng của Dương Quan Quan không đủ tinh túy, điều đó không sao, hình dạng rồng của cô ta thực sự không đủ tinh túy bằng dạng hổ. Rốt cuộc thì Dương Quan Quan, một người phụ nữ đã biến thành đại hoàng, một con hổ thực sự. Cô ta đã quan sát các động tác khác nhau của đại hoàng, đem hết tinh túy dung nhập vào trong quyền cước. Ngay khi nắm đấm hình hổ tung ra, Yamamoto Huyền Giã lập tức cảm thấy ớn lạnh sau gáy. Người phụ nữ này đang che giấu công lực sao? Một cú đấm thuần hình hổ. Yamamoto Huyền Giã trong lòng sửng sốt, đồng thời cũng hối hận vì đã để đối phương nắm lấy cơ hội. Như đã nói trước đây, Dương Quan Quan có kinh nghiệm lấy yếu thắng mạnh. Lâm Thiên Dương mạnh hơn cô ta, vẫn đang nằm trong bệnh viện. Hơn nữa, cô ta đã từng nhiều lần bị những ông trùm có tiếng đánh, mặc dù thời gian luyện võ chưa lâu, nhưng kinh nghiệm thực chiến cũng như ngực cô ta đều khinh thường xưng bá. Khi Yamamoto Huyền Giã còn chưa nói xong, cô ta liền cất lời chặn họng đối phương, sau đó ra tay trước, đấy chính là biết nắm bắt thời cơ. Thời cơ, để so với Yamamoto Huyền Giã thì công lực của cô ta vẫn yếu hơn nên có thể ra tay trước là điều vô cùng quan trọng. Khi nắm đấm Dương Quan Quan hạ xuống, Yamamoto Huyền Giã chỉ cảm thấy nắm đấm này cực kỳ uy lực, hơn nữa, chóp mũi anh ta khẽ động, dường như anh ta đã ngửi thấy một mùi tanh hôi, đó là cảm giác hổ đang há to miệng ngậm máu. Hình dáng và thần thái hoàn hảo không tì vết, hơi thở cùng sức lực hợp tung liên hoành. Tuy nhiên, Yamamoto Huyền Giã cũng là một siêu cấp thiên tài, hơn nữa Liễu Tông Nham Toái cũng đã bồi dưỡng không ít năng lực thực chiến cho anh ta. Vì vậy, khả năng ứng phó của anh ta vô cùng tốt. Anh ta biết bản thân đã đánh mất cơ hội tốt nên đã quyết đoán kịp thời lui về phía sau, bước chân vừa di chuyển, thân hình tựa như dòng nước tự nhiên, trong phút chốc anh ta đã lui về sau hơn 3 mét, tránh được đòn tấn công và nắm đấm của Dương Quan Quan. Dương Quan Quan biết mình nhất định không được bỏ lỡ mất cơ hội này, nếu không thì người bị đánh chết rất có thể là cô ta. Thấy Yamamoto Huyền Giã tránh được đòn tấn công của mình, cô ta không hề hoảng hốt, tâm tĩnh như nước rồi đột nhiên biến hình thành dạng chim ưng. Toàn thân tự nhiên giãn ra, phóng khoáng nhưng không kém phần mạnh mẽ, lao thẳng tới Yamamoto Huyền Giã, cô ta dùng ngón tay móc, đầu ngón tay căng ra, vừa cào vừa xé rồi lại kéo, trông vô cùng hung dữ. Yamamoto Huyền Giã thấy những chiêu thức mạnh mẽ của Dương Quan Quan, không lấy trứng chọi đá, ngược lại anh ta chọn nhượng bộ một lần nữa, anh ta dậm chân liên tục,
người như nước chảy, khó mà nắm bắt được. Liễu Tông Nham toái thấy vậy, trên mặt thoáng nở nụ cười, đồ đệ này của ông ta quả là một thiên tài, đã sử dụng nhuần nhuyễn được tinh túy của Nham Toái Lưu. Nước vô hình, vô thường, nước mềm mại lại có thể cứng rắn. Chiêu thức Nham Toái Lưu của ông ta được tạo ra dựa trên dòng nước chảy mềm mại xuất hiện khi quan sát máy cắt kim loại. Vuốt chim ưng của Dương Quan Quan liên tục đánh hụt, ở đòn tấn công cuối cùng, sức mạnh cũ đã cạn kiệt mà sức mạnh mới lại không có. Ngay lúc này, trong mắt Yamamoto Huyền Giã lóe lên sự lạnh lẽo, anh ta bước về phía trước, cả người tiến tới trước mặt Dương Quan Quan, một tay bảo vệ đỉnh đầu, một tay như đao, hung dữ cắt qua mũi Dương Quan Quan. Thấy vậy, Tề Đẳng Nhàn cau mày, trình độ của Yamamoto Huyền Giã này cao hơn nhiều so với Lâm Thiên Dương, vả lại, khả năng kiểm soát tiết tấu của anh ta cũng rất đỉnh. Lần này, cô ấy đã gặp phải một đối thủ mạnh, không biết có thể giành chiến thắng hay không. Hơn nữa, với một người cực kỳ nhạy cảm tiết tấu như Yamamoto Huyền Giã, việc vội vàng sử dụng những chiêu thức như cự mãng nhả đan chắc chắn không phải lợi thế cho cô ấy. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ. Tần Đường Ngọc không nhịn được cảm thán, nếu cô ta là Dương Quan Quan, cô ta chắc chắn sẽ không tránh được những đòn tấn công của Yamamoto Huyền Giã. Dương Quan Quan chỉ cảm thấy một luồng gió tà đập thẳng vào mặt, khiến cô ta không thở nổi, cô ta vội vã nín thở, duỗi hai tay ra theo bản năng, một đòn búa bổ song đao đột nhiên đánh xuống. Tay Dương Quan Quan vừa định đánh vào tay của Yamamoto Huyền Giã. Nhưng Yamamoto Huyền Giã phản ứng rất nhanh. Năm ngón tay anh ta đã mở ra ngay lập tức, sau đó anh ta búng tay, ngón tay men dọc theo những sợi cơ, đầu ngón tay lập tức nắm lấy tê liệt gân cốt. Dương Quan Quan biết nếu để Yamamoto Huyền Giã sờ vào làm tê liệt gân cốt của cô ta thì trận đấu chỉ có thể tuyên bố kết thúc. Vì vậy, cô ta đột nhiên nín thở, mở lỗ chân lông, vặn cánh tay, rồi lắc mạnh. Rắc! Một luồng năng lượng hắc ám xuất hiện, hất bay ngón tay của Yamamoto Huyền Giã. Nhưng ngay khi ngón tay của Yamamoto Huyền Giã bị hất văng ra, những đòn giết người hàng loạt của anh ta cứ nối tiếp nhau, ngón tay giống như những con dao, trơn mịn như tơ lụa, nó trực tiếp cắt cổ họng, eo, xương sườn và các bộ phận khác của Dương Quan Quan. Dương Quan Quan biết không thể tấn công bằng vũ lực vào lúc này, cô ta nắm bắt thời cơ, dậm chân xuống đất, liên tục lùi lại. Tất cả mọi người đều thầm ngạc nhiên khi chứng kiến những cao thủ như Dương Quan Quan và Yamamoto Huyền Giã chiến đấu qua lại, họ không ngờ một người phụ nữ lại có công lực như vậy, thực sự khiến người ta phải kinh ngạc. Dương Quan Quan đã đánh mất cơ hội giao chiến quyết định trong loạt đối kháng này. Xét cho cùng đây cũng là do chênh lệch công lực, nếu là sức mạnh quyền kình của Tề Đẳng Nhàn, cho dù Yamamoto Huyền Giã mạnh gấp 10 lần nữa thì chắc chắn anh ta cũng không thể nào đánh trả lại khi đối đầu với hắn. Thậm chí, ở dưới cái thế công không kẻ hở hắn, anh ta có muốn phản công cũng cực kỳ khó. Giống như trận đấu giữa Hồng Thiên Đô và Tề Đẳng Nhàn, với sức mạnh quyền kình của Hồng Thiên Đô và kiểu tấn công đó, cho dù có mạnh như Tề Đẳng Nhàn thì cũng phải tạm thời rút lui và tìm cơ hội đúng lúc. Yamamoto Huyền Giã phát huy tối đa kiểu đánh trong nhu có cương của Nham Toái Lưu, cánh tay co rúm ở giữa cực kỳ dịu dàng nhưng những ngón tay luôn kéo căng ra, giữa các vết chém hệt như một lưỡi dao. Vô cùng sắc bén. Anh ta thuần thục từng bước áp sát, từng bước ép phòng thủ của Dương Quan Quan, hai cánh tay khoanh lại, chiêu thức như đòi mạng. Thấy Dương Quan Quan đã bị ép tới mức hoảng loạn, chân tay luống cuống, thậm chí ứng chiêu có chút vội vã. Nhưng lúc này, trong lòng Dương Quan Quan lại càng bình tĩnh hơn, giống như một tảng băng, mọi chiêu thức của đối thủ đều có thể nhìn thấu, từ đó hiểu rõ trong lòng. Thằng cha này giỏi thật. So với Lâm Thiên Dương thì anh ta còn giỏi hơn mấy lần. Nếu như lúc đầu mình gặp anh ta, sợ rằng có dùng mưu mẹo thế nào thì cuối cùng vẫn bị đánh chết. Dương Quan Quan thầm nghĩ. Trận đấu hôm nay, cuối cùng cô ta cũng đã không phụ lòng bản thân khi khổ luyện lâu như vậy. Sắc mặt của Văn Tư Thuận trở nên khó coi, anh ta nói, đây là cách đánh võ Nham Toái Lưu, một khi chiếm được ưu thế sẽ tấn công liên tục, như dòng sông cuồn cuộn. Như thác nước lũ và trở nên bất khả chiến bại. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nhìn, trong lòng thở dài, Liễu Tông Nham Toái không hổ là một đại cao thủ được kinh nể, quyền pháp mà ông ta sáng tạo ra rất có tinh túy của Thái Cực Quyền. Trình tự của cô Dương đã loạn,
có hơi nguy hiểm, nhưng trước đó cô ta có thể ép Yamamoto Huyền Giã liên tục phải rút lui đã rất tốt rồi. Tần Đường Ngọc thở dài nói. Nhưng lúc này Tề Đẳng Nhàn lại lắc đầu, trận chiến vẫn chưa kết thúc, chưa thể đưa ra kết luận. Quả nhiên, sau khi Yamamoto Huyền Giã dùng một tay đỡ được cú đấm ngang của Dương Quan Quan, anh ta ngay lập tức lao tới, hất vai lên, vung tay một cái, giống như một cây thương, đâm thẳng vào cổ họng của Dương Quan Quan. Nắm đấm còn chưa tới người, Dương Quan Quan đã thấy nổi cả da gà. Cô ta không chút nghĩ ngợi, giơ tay trái lên, tạo thành một nửa vòng tròn trên không trung rồi hạ thấp xuống, giống như một tấm khiên khổng lồ. Tay trái của cô ta đã chặn được cú đấm của Yamamoto Huyền Giã. Ngay sau đó, cô ta thuận thế bước lên phía trước, gập khuỷu tay lại, kẹp chặt cánh tay của Yamamoto Huyền Giã, giữ nó ở bên ngoài thân thể. Tay phải lúc này cũng giơ lên, theo bước chân tiến lên phía trước phung ra, giống như một con dao lớn đột nhiên chém tới. Tề Đẳng Nhàn ngạc nhiên, chiêu thức này hơi giống với thượng bộ ban lan chùy trong cổ thái cực của Ngọc Tiểu Long. Dương Quan Quan chắc chắn là một thiên tài, hơn nữa còn thuộc loại thiên tài hàng đầu, so với Yamato Huyền Giã cũng không kém bao nhiêu. Cô ta chỉ mới gặp Ngọc Tiểu Long vài lần đã nắm được một số tinh hoa trong thái cực truyền thống của Ngọc Tiểu Long, khiến Tề Đẳng Nhàn kinh ngạc. Mẹ nó, quá cuốn, đã có thiên phú mà còn cố gắng như vậy. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn thầm mắng, hắn cảm thấy sớm muộn gì cũng có ngày hắn bị đồ đệ này lật đổ. Đối mặt với sát chiêu thượng lộ ban lan chùy của Dương Quan Quan, biểu cảm trên mặt Yamato Huyền Giã đã thay đổi chóng mặt. Anh ta đã từng xem thái cực quyền, nhưng chưa từng thấy loại cổ thái cực được phát triển từ việc giết kẻ địch trên chiến trường này, mỗi một chiêu thức đều giống như đao, khiên. Khiên đón đỡ công kích của anh ta, tạo ra một vụ va chạm, ngay sau đó một đao đánh tới. Lộc cộc. Yamato Huyền Giã một tay vừa đánh vừa nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời, tay còn lại mạnh mẽ đập một quyền. Ầm. Một tiếng vang lớn, nắm đấm của Dương Quan Quan va chạm với nắm đấm của Yamato Huyền Giã, khiến mặt đối phương trở nên tái nhợt. Trong lòng Yamato Huyền Giã kinh ngạc, người phụ nữ này quả là tài giỏi, không thể xem thường cô ta. Hơn nữa, kinh nghiệm thực chiến của cô ta còn phong phú như vậy, mình nhất định phải cẩn thận. Sau khi đánh trượt một quyền, Dương Quan Quan thét lên một tiếng như hổ gầm, tựa như đại bàng lao tới, mỗi một quyền đều muốn dồn đối phương đến chỗ chết. Cô ta dựa vào chiêu thức thượng lộ ban lan chùy của Ngọc Tiểu Long đoạt lại ưu thế, lập tức áp chế đợt tấn công của Yamato Huyền Giã, quả thực rất mạnh mẽ. Vốn cô ta mới học hình ý quyền, nhưng tiến đánh lại mạnh mẽ không gặp trở ngại, hôm nay không phải anh ta đánh chết cô ta thì chính là cô ta đánh chết anh ta. Mỗi một quyền cô ta đánh xuống không cho đối phương cả cơ hội thở dốc. Tần Đường Ngọc và Văn Tư Thuận thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, thật không ngờ công lực của Dương Quan Quan lại mạnh như vậy. Sắc mặt của Liễu Tông Nham Toái cũng trở nên nặng nề, mặc dù công lực của Dương Quan Quan không bằng Yamato Huyền Giã, nhưng trận chiến này thực sự rất khó nói. Ha! Dương Quan Quan lại gầm lên một tiếng, bắt đầu vận động lưng, tuy không khoa trương đến mức mở ra cảnh giới mới, nhưng đã có một loại sức mạnh không thể giải thích từ xương cụt truyền đến toàn bộ lưng. Lúc này Tề Đẳng Nhàn mới thật sự kinh ngạc, hôm qua cô ta mới xem video của Hồng Thiên Đô, hôm nay đã có thể nắm bắt được một số tuyệt kỹ trong đó. Càng làm hắn kinh ngạc hơn nữa chính là Dương Quan Quan gà mờ này lại dám sử dụng tuyệt chiêu của Hồng Thiên Đô để thực chiến. Chỉ thấy hai cánh tay Dương Quan Quan mở rộng, thi triển quyền pháp ưng chảo quyền, đánh ra một quyền vuốt đại bàng. Sắc mặt của Yamato Huyền Giã cuối cùng cũng trở nên khó coi, anh ta toàn lực thi triển quyền pháp của Nham Toái Lưu, mỗi một quyền đều trong nhu có cương, va chạm với ưng chảo quyền của Dương Quan Quan, hai bên phân cao thấp. Sau khi ngăn cản 6 chiêu liên tiếp, Yamato Huyền Giã cuối cùng cũng có chút nóng giận, không có người đàn ông nào bằng lòng bị phụ nữ áp chế như vậy, thực sự rất mất mặt. Bỗng nhiên, Dương Quan Quan thay đổi tư thế. Nhân lúc Yamato Huyền Giã đang nóng nảy đánh tới một quyền, hai bàn tay nhỏ bé bị các loại dụng cụ thể hình mài đến thô ráp mở ra, trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, tựa như cá sấu mở lớn miệng. Xoạch! Ngón tay Dương Quan Quan móc lấy bắp tay của Yamato Huyền Giã, sau đó vặn eo, chuẩn bị xoay người, rất giống một con cá sấu cắn con mồi. Đây là đà hình, một chiêu trong hình ý quyền,
rất mạnh trong việc bắt và đánh người, một khi chúng chiêu thì kết cục sẽ là đứt gân chặt xương. Yamato Huyền Giã cắn răng, cảm giác xương cốt, dây chằng và cơ bắp của bản thân anh ta bị kéo đau đớn kinh khủng, anh ta cố gắng vặn vẹo theo hướng ngược lại, như sắp đứt gãy. Dương Quan Quan dứt khoát đưa ra quyết định, dùng tới chiêu hô hấp pháp cự mãng nhả đan, nhưng lúc này Yamato Huyền Giã cũng nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm, bộc phát toàn bộ nội lực. Hai tay của Dương Quan Quan cùng lúc bị đánh văng ra. Nhưng sức mạnh của Yamato Huyền Giã cũng đã bị tiêu hao gần như không còn. Dương Quan Quan nghiến răng, răng nanh cắn mạnh vào đầu lưỡi, mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng, liều mạng lắc vai, tạo thành tư thế đính tâm chịu đẩy về phía trước. Đây là chiêu thức của Bát Cực Quyền, nhưng lúc này cô ta sử dụng lại mượt như lụa. Chết tiệt, Yamato Huyền Giã tức giận giống lên một tiếng, chắp hai tay lại, vội vàng đưa lên thủ thế trước ngực. Nhưng tốc độ của Dương Quan Quan còn nhanh hơn, anh ta chưa kịp thủ thế thì khuỷu tay của cô ta đã đánh xuyên qua, mạnh mẽ thúc vào ngực đối phương một phát. Tề Đẳng Nhàn lắc lắc đầu, khuỷu tay là đạn pháo, lần này hẳn là dùng lực bùng nổ, không phải lực đâm. Pháo ý chắc chắn mạnh hơn so với Ngô Thiêm. Ngực Yamato Huyền Giã trúng chiêu, cả người mất thăng bằng, liên tục lùi về phía sau, cơ thể lắc lư, trọng tâm không vững. Hừ! Dương Quan Quan đột nhiên hít một hơi, giữ khí trong lồng ngực, di chuyển chân theo thế tiến xà hình bộ phạt, nhảy lên phía trước. Yamato Huyền Giã còn chưa ổn định thân thể, Dương Quan Quan đã lao tới. Tất cả mọi người thấy một màn này suýt nữa thì ngạt thở, bọn họ đều cảm thấy lối chiến đấu của Dương Quan Quan vô cùng hung ác, chính là cảm giác liều mạng muốn giết chết đối thủ, không để cho đối phương có cơ hội thở dốc. Tiến đến gần, Dương Quan Quan xuất hai tay ra, chia ra hai bên trái phải nắm lấy bả vai Yamato Huyền Giã. Thân thể Yamato Huyền Giã còn chưa kịp giữ thăng bằng, nhưng vẫn vươn hai tay ra chống cự, bộc phát nội lực, và đập với tay Dương Quan Quan tạo ra tiếng vang ầm ầm. Nhưng Dương Quan Quan di chuyển ổn định, dưới chân còn ẩn giấu sát chiêu, lập tức tạo thế hỉ thước đạp chi trong Thái Cực Quyền nhanh chóng đá tới đầu gối của đối phương. Bình thường khi luyện tập Thái Cực Quyền là kiểu phóng khoáng tao nhã, nhưng bản chất khi vận dụng trong thực chiến rất hung tàn bá đạo, công lực mãnh liệt. Điểm này thể hiện rất rõ trên người Ngọc Tiểu Long. Răng rắc. Xương ống chân của Yamato Huyền Giã bị Dương Quan Quan đạp một cước, lập tức phát ra tiếng nứt xương răng rắc, cả người lệch về một bên. Trong mắt Dương Quan Quan ánh lên sự lạnh lùng, tay phải nhấc lên, giống như bạch hạc lưỡng xí. Yamato Huyền Giã không còn cách nào phản công, xương ống chân gãy, mất đi thăng bằng, tay chân luống cuống, ngay cả phòng thủ cũng khó. Anh ta chỉ có thể cố gắng dướn người về phía trước, khó khăn cản một quyền đang hướng về phía thái dương mình của Dương Quan Quan. Nhưng ngay sau đó, anh ta đã tuyệt vọng hoàn toàn. Bởi vì anh ta nhìn thấy Dương Quan Quan đang đứng trung bình tấn, hơi vừa giữ trong ngực lúc này từ từ thở ra. Khí tức thở ra ngoài, sức lực cũng tự nhiên phát theo, nhưng lúc này cô ta lại phát lực, toàn thân run lên, nhấp nhô theo thế trung bình tấn, thủ thế nộ tâm pháo đâm thẳng vào tim Yamato Huyền Giã. Thủ hạ lưu tình, Liễu Tông Nham toái ở phía sau hét lên một tiếng, thân thể như gió tiến lên cứu Yamato Huyền Giã. Trong mắt Tề Đẳng Nhàn cũng hiện lên sự lạnh lùng, bước chân di chuyển, dùng phi kỳ bộ tiến lên chắn trước mặt Liễu Tông Nham toái. Cút ngay, Liễu Tông Nham toái giận dữ hét lên, vội vàng lui lại, thậm chí còn sử dụng ngôn ngữ của nước kiệt bành. Tề Đẳng Nhàn một trường đẩy lùi Liễu Tông Nham toái về sau, đỡ lấy một đấm của Liễu Tông Nham toái. Cùng lúc đó, pháo quyền của Dương Quan Quan mạnh mẽ đấm thẳng vào tim Yamato Huyền Giã, tiếng gãy nứt xương vang lên, ngực Yamato Huyền Giã hõm xuống một lỗ lớn. Ngay sau đó, hai chân Yamato Huyền Giã rời khỏi mặt đất, bay về phía sau, trong miệng không ngừng phun ra máu. Đối mặt với Yamamoto Huyền Giã kiêu ngạo, Dương Quan Quan sẽ không bao giờ nương tay. Hơn nữa, cô ta cũng biết, đối phương là thiên tài hàng đầu, thiên tài như vậy bóp chết ở trong trứng nước, chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, nếu cho Yamamoto Huyền Giã thời gian trưởng thành, thì phải làm gì nếu anh ta trở thành đối thủ thứ hai như Hồng Thiên Đô? Đám người nham toái lưu này quá kiêu ngạo, nhất định phải đánh chết một người cho bọn họ xem, để xem bọn họ có còn kiêu ngạo như vậy hay không.
Liễu Tông nham toái nhìn thấy đồ đệ yêu quý của mình bị Dương Quan Quan đánh trúng tim, ngã xuống đất co giật hai lần, sau đó nôn ra máu và ngất đi, trong lòng nóng nảy, giận dữ nói, ra tay đòi mạng. Cô thật ác độc. Dương Quan Quan bình tĩnh đáp lại, quyền cước không có mắt, trong thị tí võ công, nhân tử chính là đang chờ chết. Ngài thân là tông sư của nham toái lưu ngay cả chuyện này cũng không rõ sao. Ban nãy Yamamoto huyền giã đánh chết Án Cường cũng nói những lời tương tự, bây giờ, Dương Quan Quan chỉ là đáp lễ lại. Câu trả lời này khiến Liễu Tông nham toái không nói nên lời, thậm chí còn xấu hổ. Thượng Tuyền Tinh Vũ kinh ngạc thốt lên rồi lao tới kiểm tra vết thương của Yamamoto huyền giã, Dương Quan Quan lại cười nhạo một tiếng, nói, đừng nhìn, anh ta bị tôi đấm nát tim rồi, Thiên Vương lão tử cũng không cứu được anh ta. Thượng Tuyền Tinh Vũ lấy tay kiểm tra mạch đập của Yamamoto huyền giã, quả thật rất hỗn loạn, lúc mạnh lúc yếu, một lúc sau lại đột ngột giảm xuống, càng lúc càng yếu. Liễu Tông Đại Sư, người không thể thua như vậy, phải không? Hay là võ công của nước Kiệt Bành chỉ có thế? Các người chỉ cho phép học trò của mình làm tổn thương người khác, chứ không muốn nhìn thấy học trò của mình bị đánh. Tề Đẳng Nhàn sắc mặt không chút thay đổi cất tiếng hỏi. Liễu Tông nham toái ngẩng đầu lên nhìn Tề Đẳng Nhàn, từ từ nói, không ngờ ngươi lại đỡ được hai quyền của ta, ở điểm này mà nói, quả thực ngươi cũng không yếu như ta tưởng. Tề Đẳng Nhàn cười nói, bây giờ tôi đánh không lại một số người, nhưng đánh ông tôi vẫn còn dư sức có thừa đó. Lúc này, cả võ đường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, mọi người vỗ tay hoan hô Dương Quan Quan. Dương Quan Quan đứng thẳng người, trên mặt mang theo nụ cười. Quay người về phía trước, sau, trái, phải và chắp tay hành lễ. Dương tiểu thư này, thật sự chỉ mới luyện công phu được hơn nửa năm sao? Văn Tư Thuận nhìn không được hỏi, cảm thấy có chút khoa trương. Quá khoa trương, cho dù thật sự là kỳ tài trăm năm có một, đoán chừng cũng không tiến bộ nhanh như vậy. Tần Đường Ngọc cũng cảm thấy da đầu tê dại, thiên phú hơn người, quả thực có thể nói là khủng bố. Bọn họ nào biết được? Dương Quan Quan thiên phú rất cao, nhưng Tề Đẳng Nhàn càng hiển hách hơn, dùng tài nguyên vô tận không ngừng cung cấp cho cô. Những đối thủ như Lão Đồ Tể, Dạ Ma, Sát Thần, bọn họ đi đâu mà tìm. Luyện ám kinh, lúc luyện hình hổ, thật sự làm ra một con hổ lớn tùy tiện đuổi ngươi, chuyện này, ngoại trừ đi sở thú làm người nuôi thú ra, còn có thể tìm ở đâu. Vẻ mặt Liễu Tông nham toái dần dần trở nên lạnh lùng. Ông ta vốn là muốn cho Yamamoto huyền giã đóng cửa tất cả đạo quán tại Mado, để nham toái lưu áp đảo giới võ thuật Mado. Có dám đánh một trận với tôi hay không? Học trò của cậu đánh chết học trò của tôi, vậy tôi đánh chết người sư phụ là cậu. Liễu Tông nham toái lạnh lùng nói. Nham toái lưu nếu là trường phái võ học, vậy thì cứ truyền thừa võ học của mình cho tốt là được rồi, nếu nhất định phải nhúng tay vào chuyện của quốc gia khác, dù cho chết sạch cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tề Đẳng Nhàn miệng cười như không cười, nói. Liễu Tông nham toái nghe được lời này của hắn, trong đầu ầm một tiếng nổ tung, chớp mắt đã nghĩ đến mấy đại cao thủ chết thảm ở bên ngoài. Những cao thủ đó đều là do hắn phái đến, Triệu gia nói rằng họ vẫn bình an vô sự, nhưng tất cả đều đã chết. Toàn bộ tiểu đội cũng bị tiêu diệt một cách bi thảm. Ánh mắt Liễu Tông nham toái càng thêm lạnh lùng, ông ta nói, là cậu làm. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên cười nói, ông đang nói cái gì, tôi nghe không hiểu. Mặc dù hắn nói những lời như vậy, nhưng trong ánh mắt cùng nụ cười truyền đạt rành rành ý tứ chính là ta làm, người có thể làm được gì. Liễu Tông nham toái lạnh lùng nói nhảm ít thôi, có dám đánh với tôi hay không? Tề Đẳng Nhàn vừa muốn đáp lời, lại bị Văn Tư Thuận ngăn cản. Tề tiên sinh, không cần đồng ý, ông ta để đồ đệ đến phá quán đã thất bại. Ngài hoàn toàn có thể không để ý tới ông ta. Văn Tư Thuận nói. Dù sao đồ đệ của Tề Đẳng Nhàn đã thắng, lúc này không nên đánh nhau với Liễu Tông nham toái, người ngoài cũng tuyệt đối không có gì để nói. Hơn nữa, Văn Tư Thuận cũng nhìn ra Tề Đẳng Nhàn hình như trên người có thương tích, dưới tình huống như vậy đối mặt với đại tông sư như Liễu Tông nham toái, hơn phân nửa là phải chịu thiệt thòi lớn. Nếu Tề Đẳng Nhàn thua, thì mọi thứ mà Dương Quan Quan đã làm trước đây sẽ trở nên vô ích. Tề Đẳng Nhàn cười nói, không cần lo lắng, ta đã sớm muốn gặp võ sư ngoại quốc. Nếu không cùng người khác so tài thì làm sao tiến bộ.
hắn cùng Hồng Thiên Đô đánh một trận, có thể nói là được lợi rất nhiều, Liễu Tông Nham toái thân là đại tông sư sáng tạo ra một đại lưu phái, tất nhiên cũng có thân thủ hơn người. Tình trạng thân thể hiện tại của hắn đúng thật không tốt lắm, nhưng vẫn không kiềm chế được. Triệu Hồng Tụ thật sự đánh không lại, nếu không, như thế nào cũng phải chạm một cái, nhưng Liễu Tông Nham toái, rõ ràng không mạnh như vậy, vì vậy ông ta có thể thử. Lúc này, Yamamoto Huyền Giã chút hơi thở cuối cùng. Tuy kinh nghiệm thực chiến của Dương Quan Quan rất phong phú, nhưng mạng người trên người cũng không đủ nhiều, lần trước đánh chết người, kẻ đấy cũng là bắt cóc hung ác. Sau đó, tuy Lâm Thiên Dương bị tê liệt bởi một cú hoàng cầu tè bậy, nhưng chung quy vẫn có thể cứu. Chứng kiến cảnh này, nhìn Yamamoto Huyền Giã hấp hối, trong lòng Dương Quan Quan run lên, nhưng sau một thời gian, cô ta cũng dần quen, không còn cảm giác áy náy. Nếu không giết Yamamoto Huyền Giã, chính bản thân cô ta sẽ là người chết. Võ thuật là để giúp đỡ lẫn nhau, nhường nhịn nhau, nhưng đôi khi, chính nó khiến anh chết tôi sống. Đánh người như đi đường, giết người như cắt cỏ. Dương Quan Quan trong lòng nhớ tới những lời này, sau đó khẽ thở dài, ổn định tâm trạng. Lúc này, Liễu Tông Nham toái đã đi tới chính giữa sân, giơ tay lên với Tề Đẳng Nhàn, nói, mời. Nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thật sự muốn lên, Dương Quan Quan sửng sốt, nói, anh đừng manh động, tình huống gần đây của anh, đúng là đạo đức giả. Tề Đẳng Nhàn tức giận, nói, đừng nói nhảm. Dương Quan Quan sửng sốt một chút, mặt đỏ bừng, vội vàng im bặt. Tề Đẳng Nhàn, dù sao, Dương Quan Quan lúc trước đã thích ứng với tốc độ công kích cùng đấu pháp chí mạng của hắn. Gần đây tuy rằng yếu một chút, nhưng hắn tuyệt đối mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Đến đây, để ta lĩnh giáo cao chiêu của Nham Toái Lưu. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười, đi tới. Ca Hê võ đường chìm trong im lặng, không ngờ trận chiến này lại leo thang đến mức này. Dương Quan Quan thân là đồ đệ, thắng Yamamoto Huyền Giã. Vậy sư phụ Tề Đẳng Nhàn này thì sao? Có thể đánh bại Liễu Tông Nham Toái nổi tiếng hay không? Để mà nói thì tình hình hiện tại của Tề Đẳng Nhàn thực sự không được lạc quan cho lắm. Nếu không phải vì thế, khi nhìn thấy Triệu Hồng Tụ, hắn cũng không chỉ nghĩ đến việc chạy trốn. Mặc dù thận bị chèn ép liên tục 2-3 ngày nhưng ít hay nhiều cũng đã hồi phục một ít, tốt hơn nhiều so với lúc vừa đánh nhau xong với Hồng Thiên Đô. Đối mặt với đại tông sư như Liễu Tông Nham Toại, Tề Đẳng Nhàn thực sự khó mà nhịn được để trổ tài. Xin chỉ giáo. Liễu Tông Nham Toại nhướng mày, nheo mắt lại, lạnh lùng nói với Tề Đẳng Nhàn. Ông ta thậm chí còn không thèm giới thiệu theo quy tắc. Bởi vì ông ta không hề coi trọng người trẻ tuổi như Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn lại cười cười, hơi giơ tay lên, nói tại hạ Tề Đẳng Nhàn, xin chỉ giáo. Liễu Tông Nham Toại khẽ gật đầu, nói tiếp, ra tay đi. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt, đại ý như vậy sao, thế mà lại cho hắn ra tay trước. Vậy thì Tề Đẳng Nhàn cũng không khách khí nữa. Bắt đầu đánh ra đòn mã hình, bước đệm êm du, một bước kia bỗng nổ tung, xuất hiện hai dấu chân. Mà người hắn cũng như ngựa phi mà lao thẳng đến trước mặt Liễu Tông Nham Toại. Nhìn thấy cảnh này, Liễu Tông Nham Toại có vài phần bối rối. Bởi vì, ông ta cho rằng khí huyết của Tề Đẳng Nhàn là không có thật, rõ ràng thân thể yếu ớt nhưng trong tình huống này, hắn lại có thể bạo phát ra sức mạnh đáng sợ như vậy. Vừa đến gần, Tề Đẳng Nhàn đã bắt đầu bằng một đòn đánh đại bác. Lập tức bạo phát, uy lực lớn cỡ nào. Bùm! Một đòn phát ra, không khí chấn động vang lên tiếng vù vù, tay áo không ngừng tung bay như thể bị nổ tung. Sau khi Liễu Tông Nham Toại bối rối trong phút chốc, ánh mắt ông ta ngay lập tức tập trung lại, chân phải đạp về phía trước, tay phải nâng lên, mạnh mẽ đón nhận đòn đánh đại bác của Tề Đẳng Nhàn. Khi nắm đấm của Tề Đẳng Nhàn đập vào lòng bàn tay, lập tức cảm giác được một lực mềm mại quấn quanh nắm đấm, sau đó lực đánh bị đưa sang một bên, sức mạnh của lực đánh cũng bị tiêu tan một nửa. Đây chính là quyền pháp của Nham Toại Lưu. Quyền pháp này còn tinh xảo hơn thứ mà Văn Tư Thuận đã dùng trước đó. Tề Đẳng Nhàn nghĩ thầm, quyền pháp này gần giống như Thái Cực Quyền, lấy nhu thắng cương. Quyền đánh thứ hai của Tề Đẳng Nhàn lại lao đến. Liễu Tông Nham Toại bình tĩnh vẫn như cũ, thể hiện ra phong thái của một tông sư, dùng cách thức trước đó hóa giải tiếp đòn đánh thứ hai của Tề Đẳng Nhàn.
quyền đánh thứ ba của Tề Đẳng Nhàn lại được đánh ra. Nhưng quyền đánh thứ ba này vẫn bị hóa giải. Sau khi đánh ra ba quyền vừa rồi, mũi của Tề Đẳng Nhàn không thể không thở hắt ra một hơi dài. Nếu đổi lại là trước đây, hắn sẽ không cần phải lấy hơi làm gì, nhưng bây giờ lại khác, nội tạng đã bị tổn thương nên không thể chịu được áp lực nặng nữa. Trong lúc thở ra, Tề Đẳng Nhàn đánh ra đòn mã hình kinh điển nhất của hình ý quyền, thoáng cái biến thành đòn hổ vồ. Cả người hắn giống như hổ đói xuống núi săn tìm con mồi, không gì có thể ngăn cản. Bất kể là uy lực hay là quyền ý, đều mạnh mẽ hơn gấp 10 lần đòn hổ hình mà Dương Quan Quan vừa đánh ra, thậm chí là cả trăm lần. Tâm như nước lặng. Liễu Tông Nham toại lẩm bẩm niệm thần chú, cùng lúc đó giơ cánh tay phải lên, tựa như một thanh trường đao dài nhẹ nhàng điểm xuống. Với uy thế mạnh mẽ như vậy, Tề Đẳng Nhàn vốn hung mãnh không ai đọ lại, nhưng với quyền pháp của Liễu Tông Nham toại vừa rồi khiến cho sức mạnh kia giống như nước đang sôi sùng sục trở lại bình thường, giống như sông lớn đầy sóng cuồn cuộn trong nháy mắt thành mặt hồ phẳng lặng. Quyền ý của Tề Đẳng Nhàn trong nháy mắt có một cảm giác thất bại. Quyền pháp này rất giống vô cực trang của Thái Cực Quyền. Lợi hại, lợi hại, Liễu Tông Nham toại này thực sự không tồi. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn liên tục nói thầm, cả người đều hưng phấn. Quyền ý không còn, đương nhiên quyền pháp kia sẽ mất đi uy lực vốn có, lực kết hợp với khí, khí kết hợp với lực, ý vừa tan thì khí đương nhiên cũng sẽ loạn. Giao. Đột nhiên Liễu Tông Nham toại giơ tay phải lên, giống như một khẩu súng lớn đang chĩa thẳng về phía trước, trong nháy mắt, mặt hồ phẳng lặng như bị ném trăm tấn thuốc nổ, toàn bộ đều sôi sùng sục. Hổ hình của Tề Đẳng Nhàn bị tay phải của Liễu Tông Nham toại hất lên một cái, cả người hắn bị ngã về phía sau. Cảnh này làm cho Dương Quan Quan khiếp sợ, cô ta biết cú đánh hổ hình của Tề Đẳng Nhàn có sức mạnh khủng khiếp như thế nào. Vậy mà ban nãy, Liễu Tông Nham toại chỉ dùng một tay phải đã có thể phá vỡ được đòn đánh ấy của Tề Đẳng Nhàn. Phát đánh của Liễu Tông Nham toại làm Tề Đẳng Nhàn lùi về phía sau, ông ta lập tức đuổi đến, hai tay mở ra, không ngừng đánh ra quyền như tia chớp. Mỗi đòn đánh ra đều mang theo nội lực trong đó, đều chứa sức mạnh thấu xương tủy. Mỗi lần Tề Đẳng Nhàn đối đầu đều phải dùng nội lực đỡ lấy, có như vậy sức lực hai bên mới có thể triệt tiêu lẫn nhau. Soạt. Cơ thể của Tề Đẳng Nhàn đột nhiên nằm sấp xuống đất, tay chân hắn đều chạm đất, giống như con nhện mà bò ra ngoài. Nếu như Chiêm Tinh ở đây, nhìn thấy thân pháp của Tề Đẳng Nhàn chỉ sợ cũng nói không nên lời. Thân pháp nhện đạp nước này của Tề Đẳng Nhàn thậm chí còn nắm chắc và thành thạo hơn người phát minh ra nó. Liễu Tông Nham toại cũng bị thân pháp quỷ dị này của Tề Đẳng Nhàn làm cho không kịp đề phòng, không đuổi kịp theo hắn mà ra đòn được. Tề Đẳng Nhàn đứng dậy, nói, Liễu Tông Nham toại không hổ là tông sư, công phu này của Nham toại lưu có nhiều điểm rất giống với Thái Cực Quyền ở Hoa Quốc của chúng tôi. Lợi hại. Mặt Liễu Tông Nham toại không biến sắc, ông ta bước chân đi thẳng một mạch, vụt vụt hai phát tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn, giơ tay bịt mắt hẳn, phía dưới cũng đánh ra một quyền. Đánh thẳng vào cổ họng, sau đó lại là một đòn khác. Tư thế tấn công cùng đòn sát chiêu liên hoàn này làm cho người ta choáng váng. Thế nhưng Tề Đẳng Nhàn căn bản cũng không tiếp chiêu, hai chân hắn dẫm lên vòng tròn, một bước bát quái lập tức trượt xuống. Liễu Tông Nham toại nhướng mày, không ngờ Tề Đẳng Nhàn có thể từ hình ý quyền bá đạo như thế chuyển hóa thành bát quái trường âm nhu tàn độc. Không kịp nghĩ nhiều, eo trái đã cảm nhận được một luồng gió âm truyền đến. Ông ta lập tức vung cánh tay trái xuống, làm ra động tác giống như đao chém bổ xuống, vung nó vào sát cơ thể người kia. Đùng! Cánh tay của Tề Đẳng Nhàn bị một đòn này đánh trúng, đòn tấn công cửa bên cũng vì thế mà bị hóa giải. Xoay người sang một bên, Liễu Tông Nham toại lập tức một đấm vào mặt, sau đó ra chiêu thịnh nộ, chiêu nào của ông ta cũng chí mạng, chiêu nào đánh ra cũng là sát chiêu khiến người ta khó có thể phòng bị. Vừa mới đứng vững, quyền đánh của Tề Đẳng Nhàn lại lao đến phía thận của Liễu Tông Nham toại. Hai đòn đánh này của hắn đều đánh hai bên thận, cũng không biết có phải do dạo này Tề Đẳng Nhàn đều bị nghịch thận quá nhiều nên cũng hắn không muốn thận người khác bình thường hay không. Liễu Tông Nham toại cau mày, vung cánh tay phải dọc theo và chặn lại đòn đánh. Bước chân của Tề Đẳng Nhàn ngược lại càng đi càng nhanh, sát đến cơ thể Liễu Tông Nham toại, coi ông ta như tượng gỗ, bắt đầu ra đòn bát quái.
Liễu Tông Nham toại chỉ nghe thấy bên tai tiếng bước chân của Tề Đẳng Nhàn, thân pháp của đối phương quỷ dị, ông ta đánh ra đòn nào đều bị né tránh. Sao đòn bát quái của người này có thể lợi hại như vậy? Liễu Tông Nham toại cảm thấy mình gặp quỷ rồi, rõ ràng là một tên ham mê tử sắc, vậy mà thể lực lại có thể dồi dào như vậy, công lực lại cao đến nực cười. Không lâu sau, Liễu Tông Nham toại cảm thấy giác quan của mình có chút hỗn độn, ông ta gần như không thể bắt được hình bóng của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn chạy quanh Liễu Tông Nham toại, thỉnh thoảng đánh ông ta một quyền, thể hiện hết được sự âm hiểm và đáng sợ của đòn bát quái. Cũng do thể lực Tề Đẳng Nhàn thực sự đang không tốt, nếu không, đổi lại là dùng lực mạnh mẽ ra đòn của hắn, chắc chắn không có mấy người trụ lại được. Mọi người chỉ cảm giác trong sân có một cơn gió thổi qua, mà cơn gió này là do Tề Đẳng Nhàn mang đến, người đang đi vòng quanh Liễu Tông Nham Toại. Cách ra đòn của Liễu Tông Nham Toại đã hoàn toàn làm xáo trộn bộ pháp ma quái của Tề Đẳng Nhàn, mấy lần ra chiêu đều có vẻ hơi vội vàng. Tâm lặng như nước. Liễu Tông Nham Toại một lần nữa sử dụng độc chiêu của mình, cánh tay như dao, ông ta hạ thấp người xuống một chút, như thể muốn ngăn chặn làn sóng tấn công như vũ bão. Ngay lúc cú đấm này sắp tung ra, Tề Đẳng Nhàn đột nhiên dừng lại, đây chính là điều hắn đang chờ. Hai lòng bàn tay từ eo của hắn, đột nhiên nhấc lên, khiến toàn thân cũng lắc lư theo. Đầu, vai, tay, thân mình, chân đều lắc lư theo, giống như cây lớn bị gió thổi mạnh, sấm động rung chuyển. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Liễu Tông Nham toại muốn bình tĩnh lại, nhưng Tề Đẳng Nhàn đã di chuyển như một cơn gió thổi đại thụ trăm lá lay động, với sức mạnh kinh người. Hắn lặng lẽ nâng hai lòng bàn tay từ thắt lưng lên và tung vào không khí trong chốc lát, nhưng có một tiếng nổ như sấm dậy. Bạo kim đan. Thấy vậy, Dương Quan Quan khẽ thốt lên một tiếng. Đây là kỹ thuật độc nhất vô nhị bạo kim đan do Tề Đẳng Nhàn sáng tạo, chuyên dùng để tăng sức mạnh của cú đấm, mặc dù sức mạnh bùng nổ tức thời không bằng cự mãng thổ đan, nhưng nó vẫn rất đáng sợ, hơn nữa sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Hai lòng bàn tay của Tề Đẳng Nhàn giơ lên không trung, ngón tay đỏ ngầu và dày như củ cà rốt, cả lòng bàn tay giống như một chiếc quạt đuôi mèo khổng lồ màu đỏ thẫm. Ái chà, Liễu Tông Nham toại thốt lên. Bàn tay của Tề Đẳng Nhàn đã hạ xuống, và với một tiếng nổ lớn, phá vỡ thế phòng ngự bằng hai tay của Liễu Tông Nham toại. Trường thứ hai sắp hạ xuống, một trường này vỗ xuống, sợ sẽ làm cho đối phương lành ít dữ nhiều, đầu óc bị đánh đến mức loạn xạ. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này, một tiếng hạ thủ lưu tình từ cửa truyền đến. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, theo bản năng dừng lại một chút. Liễu Tông Nham toại sững sờ trong giây lát, đây là cơ hội tốt để đánh trả, nhưng thay vì ra tay, ông ta lại lui về phía sau. Ông ta chỉ cảm thấy hai tay mình bị một cái tát kia đánh trúng tựa như lửa đốt, vén tay áo lên nhìn, khá lắm, một đạo trưởng ấn thô to bao trùm hai cánh tay, chỗ trúng chiêu, tựa như bị bỏng nặng, đỏ thẫm vô cùng. Ngươi làm gì, muốn hại người à? Dương Quan Quan quay đầu liền hướng về phía người hô hạ thủ lưu tình hét lên giận dữ. Nếu vừa rồi Liễu Tông Nham toại lợi dụng tình thế để đánh trả, mặc dù không chắc chắn rằng Tề Đẳng Nhàn sẽ thua, nhưng tình hình nhất định sẽ không khá hơn chút nào. Tuy nhiên, Liễu Tông Nham toại thực sự rất quân tử, ông ta từ bỏ cơ hội dễ như trở bàn tay này và chọn lui lại phía sau. Sự rút lui này cũng có nghĩa là ông ta đã thừa nhận thất bại. Nhưng không ai ngờ tới, người kêu Tề Đẳng Nhàn dừng tay lại là Triệu Hồng Nê. Liễu Tông Nham toại khẽ gật đầu với Triệu Hồng Nê, nói cô Triệu, sao cô lại ở đây? Triệu Hồng Nê chậm rãi đi vào, cười thản nhiên nói với Tề Đẳng Nhàn, hai trưởng vừa rồi rất thú vị, xem ra anh đã thắng rồi. Có muốn thương lượng với tôi không? Tề Đẳng Nhàn trợn to mắt nhìn cô ta, có chút xem thường nói, đây là nói tiếng người sao? Nếu tôi không đến, có khi ông bị đánh chết rồi. Triệu Hồng Nê nhìn Liễu Tông Nham toại. Vẻ mặt không vui nói. Triệu tiểu thư, đừng nói nhảm, thắng thua còn chưa định. Thượng Tuyền Tinh Vũ mạnh miệng nói. Nhưng Liễu Tông Nham toại lại tát thẳng vào mặt của Thượng Tuyền Tinh Vũ một cái, lạnh lùng nói ta đã thua rồi. Nếu vừa rồi Tề sư phụ không nương tay, đầu của ta có khi đã nổ tung rồi cũng nên. Thượng Tuyền Tinh Vũ bị Liễu Tông Nham toại tát một cái, mạnh đến nỗi đầu óc ong ong cả lên, anh ta chỉ có thể cúi đầu xuống.
không dám nói lời nào. May mà Triệu Hồng Nê đã kêu dừng lại, nếu không, sợ là cả Thiên Vương lão tử cũng không thể cứu Liễu Tông Nham Toại khỏi cái chết. Tề Đẳng Nhàn không chắc cái tát của mình có chọc giận Triệu Hồng Nê hay không, đến lúc đó Triệu Hồng tụ lại chạy tới, chắc hẳn sẽ rất đau đầu. Tề sư phụ, tôi thừa nhận, trận chiến hôm nay là tôi thua, Nham Toại lưu chúng tôi sẽ lập tức trở về Kiệt Bành Quốc. Liễu Tông Nham Toại trầm giọng nói. Thấy thế, Dương Quan Quan thầm thở dài trong lòng, đây mới là tư chất của một cao thủ, có bao nhiêu người có thể thừa nhận thất bại và thiếu sót của mình chứ? Triệu Hồng Nê mỉm cười, nói, Liễu Tông tiên sinh, đừng vội đi, chơi cờ với tôi 2 ngày rồi hẵng đi. Nếu trong 2 ngày này tôi không tìm được người chơi mới, thì tôi sẽ để chị gái tôi đến đây gặp ông. Khi nói điều này, cô ta liếc nhìn Tề Đẳng Nhàn bằng ánh mắt có ý cảnh cáo. Tề Đẳng Nhàn rất muốn đấm cho cô ta vài cái. Hắn chắc chắn rằng sức chiến đấu của nhân cách Triệu Hồng Nê không bằng Triệu Hồng Tụ, giống như Triệu Hồng Nê có kỹ năng chơi cờ chuyên nghiệp, nhưng của Triệu Hồng Tụ lại cực kỳ tệ. Tuy nhiên, khi gặp nguy hiểm, hắn không chắc liệu nhân cách kia có chủ động xuất hiện hay không. Đương nhiên tôi sẽ đi cùng cô. Liễu Tông Nham Toại hơi cúi đầu trước Triệu Hồng Nê, hành đại lễ. Dương Quan Quan lại nói với Triệu Hồng Nê, này, cô có hiểu quy tắc giang hồ không vậy? Lúc người ta đánh nhau cô lại xen vào. Cô ta cũng là người đã gặp Triệu Hồng Nê nhiều lần, hơn nữa lần trước còn gặp một nhân cách khác của Triệu Hồng Nê trong bệnh viện, nhưng cô ta cũng không biết hai người này thật ra là một. Vì vậy, lúc này, cô ta mới dám trách cứ. Đừng tranh cãi với cô ta, Tề Đằng vội giữ Dương Quan Quan lại, chỉ sợ cô nàng liều lĩnh này sẽ gây chiến với Triệu Hồng Nê và chọc cho Triệu Hồng Tụ xuất hiện. Triệu Hồng Nê cười, nói, là tôi không đúng, thật ngại quá. Nhưng, tôi thực sự thích chơi cờ với Liễu Tông tiên sinh. Liễu Tông Nham Toại cũng xấu hổ khi tiếp tục ở lại võ đường thiên đạo, ông ta xua tay, nói, chúng ta đi. Tất cả mọi người theo Liễu Tông Nham Toại rời đi. Bọn họ vừa đi vừa thảo luận. Tề Đẳng Nhàn loáng thoáng nghe thấy điều gì đó giống như cao thủ, dường như đang nói rằng hắn rất lợi hại. Không thể coi thường võ thuật Trung Hoa. Sau khi trở về, các ngươi đều phải khổ luyện hơn nữa. Liễu Tông Nham Toại nghiêm túc nói. Vâng, sư phụ, mọi người vội vàng đồng ý. Chỉ có Thượng Tuyền Tinh Vũ dường như không cam tâm, chuyến đi Trung Quốc này thực sự sẽ kết thúc trong thất bại như vậy sao? Thật không cam lòng mà. Triệu Hồng Nê cũng mỉm cười với Tề Đẳng Nhàn, nói tôi cũng đi đây, nhớ đến chơi cờ với tôi. Nói xong, cô ta phất phất tay, cứ như vậy rời đi. Từ trên người cô ta, không nhìn ra uy hiếp nào cả. Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn giật giật, xem ra chỉ có thể hy sinh cái eo của mình gọi Irena Zinva đến Thượng Hải trước. Hắn nghĩ lại, Ngọc Tiểu Long không phải cũng có thể sao? Được. Để Ngọc Tiểu Long đánh cờ với Triệu Hồng Nê là được rồi, cứ như vậy, vừa bảo toàn được cái eo, vừa xem như hoàn thành lời hứa. Dù sao, Ngọc Tiểu Long từng chơi cờ với Triệu Hồng Nê mà. Giúp võ đường thiên đạo giải quyết vấn đề ưu tiên hàng đầu là bị đuổi khỏi phòng tập, hơn nữa Dương Quan Quan còn giết Yamamoto Huyền Giã, kẻ làm tổn thương Yến Cường, điều này làm cho tất cả mọi người cảm giác rất hãnh diện. Điều khiến họ ngạc nhiên nhất là, người sáng lập ra Nham Toại Lưu. Đại Tông Sư Liễu Tông Nham Toại, lại thất bại ở trong tay Tề Đẳng Nhàn, đó là một điều rất bất ngờ. Vị này chính là Tề Tiên Sinh, cũng là người mà chúng ta muốn dựa vào trong tương lai, hôm nay, xem như đây là lần đầu tiên mọi người được gặp mặt nhau. Lúc này Văn Tư Thuận đứng ra, nói với mọi người. Mọi người nhìn Tề Đẳng Nhàn với một ánh mắt ngưỡng mộ, những kẻ trà trộn trong giới giang hồ, vốn luôn đứng về phe kẻ mạnh. Biểu hiện của Tề Đẳng Nhàn rất mạnh mẽ, công phu của hắn rất cao, đương nhiên hắn rất đáng được kính trọng, đáng ngưỡng mộ. Tần Đường Ngọc ho khan một tiếng, nói từ nay về sau, chúng ta đều sẽ đi theo sự dẫn dắt của Tề Tiên Sinh, các vị hiểu chưa? Mọi người lần lượt gật đầu, tuân theo mệnh lệnh của người như vậy, không có gì xấu hổ. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên cười, khum tay nói, mọi người đừng khách sáo, sau này nếu có khó khăn gì, có thể nhờ tôi giúp đỡ. Không có chuyện gì khó khăn hết, nhưng mà Tề Tiên Sinh có thể mở lớp, dạy công phu cho chúng tôi được hay không? Có một người to gan nhảy ra, lớn tiếng nói. Đương nhiên là có thể, nhưng mà, phải chờ đến khi tôi có thời gian,
Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Tất cả mọi người kích động, nếu như có thể được một cao thủ như Tề Đẳng Nhàn chỉ dẫn, sẽ có tiến bộ rất lớn. Tề Đẳng Nhàn cười nói, được rồi, tất cả mọi người đi làm việc của mình đi. Sau khi hắn nói xong lời này, phất tay để cho tất cả mọi người giải tán. Văn Tư Thuận dẫn Tề Đẳng Nhàn đến gian phòng tĩnh mịch của Võ Đường, Tần Đường Ngọc ngâm trà long tỉnh hảo hạng tiếp đãi hắn. So với văn hóa trà Hoa Quốc rộng lớn và sâu sắc, Tề Đẳng Nhàn vẫn thích cà phê không bổ dưỡng hơn một chút. Không phải do sùng bái người nước ngoài mà là cà phê có chứa caffeine, đặc biệt là cà phê đen, không có chất béo, có thể kích thích thần kinh, rất có hiệu quả trong việc nâng cao trình độ luyện tập, còn có thể đạt được tác dụng đốt mỡ. Các đại lão trong giới tập thể hình, trước khi huấn luyện, cũng đều thích uống một ly cà phê đen đắng đến rụng răng, để có thể đạt hiệu quả huấn luyện tốt hơn. Hầu hết các võ sư đều thích trà, nhưng Tề Đẳng Nhàn không phải là người thích học đòi văn vẻ, hắn không thưởng thức được, nên làm theo ý mình, khi uống cà phê đen, hắn sẽ không uống trà. Nhưng mà, Long Tĩnh hôm nay lại ngọt ngào và ngon miệng hơn. Tề tiên sinh, không nghĩ rằng bản lĩnh của cậu lại lớn như vậy, cho dù thân thể không tốt, cũng có thể đánh bại Liễu Tông Nham Toại, tôi thật sự rất kinh ngạc. Văn Tư Thuận không nhịn được mà ngưỡng mộ nói. Liễu Tông Nham Toại cũng rất lợi hại, môn quyền pháp Nham Toại lưu cũng có chút thú vị, chẳng trách cậu phải đến Kiệt Bành Quốc để học hỏi từ một bậc thầy. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên cười, không ngần ngại khen ngợi Liễu Tông Nham Toại. Mọi người, chỉ bằng cách khen ngợi nhau, họ mới có thể ngày càng cao hơn. Nếu lúc này hắn khinh thường nói rằng Nham Toại lưu là một vài thứ linh tinh, thì chắc chắn sẽ hạ thấp cấp bậc của bản thân. Tần Đường Ngọc nói thẳng, sư phụ tôi thua trong tay anh, thật sự không oan chút nào. Dương Quan Quán không nhịn được nói, hừ, rõ ràng tôi cũng rất lợi hại, các người vì sao không khen tôi đã đánh chết cái tên tiểu tử thiên tài kia. Các người đều chỉ khen hắn. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhã không nói nên lời. Tôi chưa bao giờ thấy người không biết xấu hổ như cô, còn trắng trợn muốn người khác khen lợi mình sao. Văn Tư Thuận cười ha ha, nói thiên phú của Dương Tiểu Thư, là người cao nhất trong đời tôi từng thấy. Nếu có thời gian cô chắc hẳn phải là một bậc thầy trong thế hệ này. Sau khi tán gẫu một lúc, cùng thảo luận một số chuyện về Long Môn ở Ma Đô, Tề Đẳng Nhàn không chần chừ nán lại trực tiếp rời đi. Khi hắn rời Võ Đường, Thiên Đạo đã gọi điện cho Ngọc Tiểu Long, khi điện thoại được kết nối, tiếng súng đinh tai nhức óc, khiến hắn giật mình. Cô tới Hắc Châu đánh nhau sao? Tề Đẳng Nhàn lớn tiếng hỏi. Đừng nói nhảm nữa, tôi đang ở trường bắn. Ngọc Tiểu Long thản nhiên nói, tiếng súng vẫn vang lên đều đều. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được hỏi, cô có rảnh không? Tôi cần cô làm chút chuyện. Ngọc Tiểu Long nói, đến trường bắn nói chuyện với tôi đi, tôi đang thi đấu với người ta. Nói xong, Ngọc Tiểu Long bấm tai nghe Bluetooth, cúp điện thoại. Tề Đẳng Nhàn tức giận đến một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, Ngọc Tiểu Long tá ma giết lừa, phi, đi con mẹ nó. Bản lĩnh vượt sông, phá cầu rất đáng kinh ngạc. Nghe nói có manh mối từ Hồng Thiên Đô, lập tức tới đây, hiện tại muốn tìm cô ta có việc. Cô ta lại bảo hắn đích thân đến gặp cô ta. Dương Quan Quan thắc mắc hỏi, vì sao, Ngọc Tướng Lĩnh không muốn giúp anh chơi cờ với Triệu Hồng Nê sao? Tề Mặc lại nói, lão nương này rất sĩ diện, muốn tôi đến tìm. Ở trường bắn. Đôi mắt của Dương Quan Quan sáng lên, nói trường bắn. Tôi có thể đi không? Tôi đã từng đến trường bắn khi tôi học ở Mỹ, nhưng tôi không dám bắn phát nào, lúc đó tôi quá nhút nhát. Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ một lúc, cảm thấy rằng để Dương Quan Quan đi xem thế giới không phải là điều không thể. Hơn nữa, hắn phải chọn một khẩu súng có độ giật mạnh hơn cho Dương Quan Quan. Ở bãi bắn xem bóng đá, ngẫm lại cũng rất kích thích. Tề Đẳng Nhàn lái xe dẫn Dương Quan Quan đến bãi bắn do chính phủ thiết lập, muốn ra vào bãi bắn này, đương nhiên là cần giấy chứng nhận. Tề Đẳng Nhàn trần trừ hạ kính xe xuống, giơ chứng minh thư lên. Sau khi lính gác cửa kiểm tra xong, còn phải vội vàng cúi chào. Nhìn màu đỏ thẫm của SF-90 nhất kỵ tuyệt trần đang tiến vào bãi bắn, người lính này không nói lên lời. Vị chuẩn tướng này, sao lại giàu như vậy? Đây là lần đầu tiên mình thấy có người lái Ferrari vào nơi này. Người lính cười khổ nói. Hầu hết những chiếc xe ra vào dịp này,
đều trang nghiêm và hoành tráng, đừng mong nhìn thấy những chiếc siêu xe như Ferrari, bởi vì chúng quá phô trương và giá quá cao. Chỉ có một quan viên ngu dốt như Tề Đảng Nhàn mới có thể lái chiếc Ferrari đến nơi như thế này, sợ rằng đến lúc đó, những người đi ngang qua sẽ không thể không hỏi. Cũng may hắn được đặc cách, nếu không, chỉ sợ mấy phút nữa hắn sẽ gặp phải kết cục bị thủ lĩnh đánh cho dập đầu. Nhìn xem, những người này không có nhiều tiền như tôi, đều là Santana và Passat. Sau khi Tề Đảng Nhàn xuống xe, hắn đậu chiếc SF90 vào chỗ đậu xe, hắn chỉ cảm thấy mình nổi bật giữa đám đông, đột nhiên cảm thấy vượt trội. Dương Quan Quan không nói nên lời, IQ thấp như vậy mà còn có gan khoe khoang. Chỉ là biển số bắt đầu bằng chữ O và một dãy số 9, sao có thể bằng mấy chiếc Ferrari, phải không? Tuy nhiên, cô ta cũng cảm thấy tâm hồn của Tề Đảng Nhàn thực sự thú vị và độc đáo. Hắn không quan tâm đến một số điều lớn lao, nhưng chút việc nhỏ nhặt lại có thể khiến hắn vui vẻ suốt một thời gian dài, và thậm chí còn có chút ngưỡng mộ bản thân. Tề Đảng Nhàn nhàn nhã chờ đợi để xem xe của Ngọc Tiểu Long, một chiếc Jeep màu đen, rất đơn giản. Đi về phía trước một đoạn, Tề Đảng Nhàn nghe được tiếng súng như có như không. Ai đã lái chiếc Ferrari đó trong bãi đậu xe vậy? Thật đúng là hạc giữa bầy gà. Tôi đoán là chắc là phú nhị đại nào đó thôi. Quá khoa trương, cha hắn sớm muộn gì cũng bị hắn lừa chết. Ha ha, tên khốn này thật là có tài. Khi gặp một nhóm người đi ngang qua, Tề Đảng Nhàn đã nghe thấy họ nói chuyện. Mặt hắn thoáng cái đen lại. Dương Quan Quan thì không nhịn được bật cười. Tề chờ đột nhiên hết cằm nói, bọn họ chỉ là ghen tị với việc tôi giàu có mà thôi. Tôi không chỉ giàu mà cơ phó còn là một thư ký cực phẩm như thư ký Dương. Dương Quan Quan mím môi phụ họa, vâng, đúng đúng đúng. Người thi đấu với Ngọc Tiểu Long trong trường bắn là Lục Chiến Long, một trong ngũ Long Hoa Quốc. Lục Chiến Long cũng được đặc cách tuyển chọn vào quân đội. Anh ta sinh ra ở Dã Lộ Tử và đã từng làm lính đánh thuê ở nước ngoài vài năm. Đương nhiên là anh ta cũng đã trải qua rất nhiều chiến trường. Sau khi về nước, bị ác bá địa phương bắt nạt, mẹ anh ta bị đánh đến chỉ còn một hơi thở thoi thóp, em gái thì không rõ tung tích, Phượng Tài được gia đình nuôi từ nhỏ cũng bị làm thịt, trong cơn giận dữ đã cầm đao giết hết toàn bộ 7 người trong nhà tên ác bá kia, dàn dựng làn sóng John Wick. Ác bá này cấu kết với thế lực bản địa không ít, lập tức gây chấn động tới giới quyền quý địa phương, làm cho đặc vụ khắp núi tiến hành truy tìm anh ta. Kết quả là Lục Chiến Long trốn trong núi, khiến cho các đặc vụ hiểu được Hoa Quốc Lan Bác là cái gì, trực tiếp sản xuất phiên bản Live Action của First Blood. Trong một đêm, 5-6 đặc vụ đuổi vào trong núi đều bị trọng thương. Địa phương không còn cách nào khác đành phải liên lạc với lực lượng đặc công của cục tác chiến để bao vây trấn áp. Thế nhưng Lục Chiến Long vẫn trốn trong núi và dàn dựng một làn sóng khác The Revenant. Ngược lại, người của chiến đội đặc biệt liên tiếp bị thương nặng, chỉ riêng bị quỷ lôi thổi bay đã có 4 người. Chính chuỗi thành tích đáng kinh ngạc này đã khiến cấp trên vô cùng kinh ngạc, cuối cùng Phó Phong Vân phải tự mình đi vào, sau đó dẫn người vào núi thương lượng với Lục Chiến Long. Cuối cùng, có thông báo rằng Lục Chiến Long đã bị giết. Nhưng thực tế, anh ta đã được đưa vào bộ chiến tranh. Ngọc tướng lĩnh, cô đúng là dễ tìm quá đấy. Có việc gì thì lại biết đường đến tìm tôi, không có việc gì thì để tôi đến tìm cô đúng không? Tề Đảng Nhàn cùng Dương Quan Quan vừa tới đã nói luôn mấy lời trêu tức Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long đang lau P228 của mình trong tay, khi nghe thấy giọng nói của Tề Đảng Nhàn, anh ta liếc nhìn một cái. Khi Lục Chiến Long nhìn thấy Tề Đảng Nhàn, lập tức tiến đến vỗ vai anh, nói, khá lắm. Anh chính là đặc công chuẩn tướng Tề Đảng Nhàn đúng không? Tề Đảng Nhàn cũng không né tránh, sau đó bị cái vỗ này làm vai đau một chút, không nhịn được mà hỏi, vị này là? Anh ấy là Lục Chiến Long, cao hơn anh một bậc, vẫn chưa gặp qua cấp trên sao? Long Á Nam đứng một bên lạnh lùng nói. Lần trước Tề Đảng Nhàn dùng danh nghĩa để gây áp lực với ông, bắt ông phải cúi chào hắn, bây giờ rốt cuộc cũng tìm được cơ hội báo thù. Ngược lại, Lục Chiến Long cười và nói, đừng nói đùa, những thứ ngớ ngẩn như vậy không cần thiết, tôi cũng không bao giờ nhìn thấy Ngọc Tướng Lĩnh chào bao giờ. Tề Đảng ngây người một lúc, nói, Lục Chiến Long, một trong ngũ Long Hoa Quốc sao? Tôi đã nghe nói về anh thực sự có thành tích tuyệt vời.
Lục Chiến Long vội vàng khua tay, thẳng thắn nói, nào có, chiến tích của tôi so với tể tướng lĩnh kém hơn rất nhiều. Anh đã tự tay giết chết Hồng Thiên Đô. Hồng Thiên Đô, đúng là trong họa có phúc của quốc gia ta. Đất nước đã tổ chức một số chiến dịch chống lại anh ta, nhưng họ đã không thành công. Thay vào đó, hắn ta trở nên nổi tiếng hơn sau khi trốn thoát. Lục Chiến Long lông mày rậm, đôi mắt to và có khuôn mặt chữ quốc, trung khí đầy đặn, có thể khi đến gần sẽ khiến cho mọi người có cảm giác được tuyên truyền giác ngộ, tạo một phong cách rất cứng rắn và có vẻ như anh ấy là một người rất đáng tin cậy. Tề Đảng Nhàn nghe Lục Chiến Long nhắc tới kỷ lục đánh bại Hồng Thiên Đô của mình, anh chỉ cười nói, quá khen rồi, lúc đó Hồng Thiên Đô rơi vào bước đường cùng, hắn ta đã loạn rồi, tôi chỉ lợi dụng nó mà thôi. Nhưng Lục Chiến Long nói, đừng khiêm tốn, nếu anh khiêm tốn hơn nữa thì tôi sẽ không có mặt mũi nào để ra ngoài gặp mọi người. Đến đây đi, chúng ta chơi cùng nhau. Tề Đảng Nhàn lắc đầu nói, kỹ thuật bắn của tôi tương đối kém, không nên khoe ra thì tốt hơn. Sự tồn tại của những xạ thủ được nuôi dưỡng bằng những viên đạn. Mặc dù Tề Đảng Nhàn đã bắn một số người mang trọng tội độc ác nhưng cũng không phải người không có việc gì làm thì mỗi ngày đều chui vào bãi ngắm, khoảng cách gần thì được, xa một chút thì không được. Xét cho cùng, một xạ thủ xuất sắc phải cân nhắc rất nhiều điều kiện như độ ẩm không khí, tốc độ gió và điều kiện tình huống xung quanh. Tề Đảng Nhàn chỉ là một tay gà mờ, không ở trình độ đó. Nói đi. Anh tìm tôi làm gì? Ngọc Tiểu Long lau tay, ném súng sang một bên, nói một cách bình tĩnh. Dương Quan Quan vội vàng đi tới, cười hỏi, tôi có thể chơi không? Ngọc Tiểu Long gật đầu nói, những khẩu súng này cô có thể chọn, đạn ở đằng kia, nếu không biết, tôi có thể bảo Long Á Nam dạy cho cô. Dương Quan Quan phấn khích đến mức cô ta đã nhặt một chiếc SK-416 và bắt đầu nghiên cứu nó. Tôi muốn cô giúp tôi chơi cờ. Tề Đảng Nhàn nói. Anh đang đùa tôi sao? Ngọc Tiểu Long khó chịu nói. Tôi không nói đùa, tính mạng con người đang bị đe dọa. Sau khi tôi đánh nhau với Hồng Thiên Đô, suýt chút nữa tôi đã bị người phụ nữ Triệu Hồng Tụ đó đánh chết. Tề Đảng Nhàn đột nhiên không vui nói. Lục Chiến Long nghiêng người về phía trước, vẻ mặt trở nên kinh ngạc, Triệu Gia Thiên Phạt, Triệu Hồng Tụ. Nghe nói nữ nhân này rất đáng sợ. Ngay cả thần bảo hộ của Triệu gia là Triệu Biện Tử cũng không phải đối thủ của cô ấy. Tề Đảng Nhàn gật đầu nói, chắc chắn rất đáng sợ. Một bức tường gạch đỏ dày nhưng cô ấy chỉ dùng một đấm đã đập nát nó, suýt nữa đã giết được tôi. Ngọc Tiểu Long nghe vậy nghiêm túc ra mặt, đứng dậy nói, anh lại có thể gặp qua Triệu Hồng Tụ một lần, tại sao trước kia không nói cho tôi biết? Tề Đảng Nhàn nói cho cô biết thì có tác dụng gì chứ? Cô cũng không phải đối thủ của cô ấy. Ngọc Tiểu Long cảm thấy không thoải mái, nhưng nếu Tề Đảng Nhàn nói nữ nhân kia đáng sợ như vậy, có lẽ thật sự cô không phải đối thủ của cô ta. Chuyện này thì liên quan gì đến chơi cờ? Cô ta chơi cờ rất dở, anh có thể đánh thắng cô ấy. Ngọc Tiểu Long lắc đầu nói. Tề Đảng Nhàn tối sầm mặt, nói tôi thắng được con khỉ ấy. Triệu Hồng Tụ và Triệu Hồng Nê là cùng một người. Chẳng qua cô ta có hai nhân cách mà thôi, một người là kỳ thủ chuyên nghiệp phản nghịch Triệu Hồng Nê, một người là Triệu Gia Thiên Phạt Triệu Hồng Tụ. Nghe vậy, Ngọc Tiểu Long giật mình, sau đó hung hăng cau mày nói, thật sao? Thảo nào, Triệu Hồng Tụ là thần Long, hóa ra cô ấy cùng Triệu Hồng Nê là cùng một người. Lục Chiến Long nói, phức tạp như vậy, Triệu Gia Thiên Phạt, có hai nhân cách. Tề Đảng Nhàn nói, Triệu Hồng Nê, cô biết cô ấy không? Một tam cấp chuyên nghiệp, làm sao tôi có thể là đối thủ của cô ấy? Hơn nữa, cô gái này rất thông minh, biết ngày đó người thắng cô ấy không phải là tôi, mà là do tôi mời xạ thủ đến. Cô ấy tiết lộ nếu tôi không mời cô ra ngoài chơi cờ với cô ấy một ván, vậy khi nhân cách Triệu Hồng Tụ chạy ra, cô ấy cũng không quản được. Sau khi nghe những lời của Tề Đảng Nhàn, Ngọc Tiểu Long cảm thấy buồn cười và hài hước làm sao, những điều này thật kỳ lạ. Chẳng qua, nàng cảm thấy Tề Đảng Nhàn khẩn trương như vậy làm cho người ta thấy buồn cười nhưng cũng có chút nghiêm trọng. Tề Đảng Nhàn cho tới bây giờ đều tùy tiện, cho dù là nói muốn đấu một với một cùng Hồng Thiên Đô cũng tràn đầy tự tin nhưng thái độ lần này của hắn lại rất khác so với lúc trước. Ngọc Tiểu Long cười nói, được, anh sắp xếp thời gian đi, tôi cùng cô ấy chơi một ván, tôi đoán lần này khó có thể trở thành đối thủ của cô ấy.
Mỗi ngày cô ấy đều nghiên cứu cờ vây, tôi lại bận rộn đi đây đi đó, căn bản không có thời gian đi nghiên cứu kỳ phổ. Tôi chỉ hy vọng rằng trận thua sẽ không quá thảm hại. Nghe thấy Ngọc Tiểu Long đồng ý, Tề Đằng Nhàn mới thở phào nhẹ nhõm. Với tài đánh cờ vua của cô ta thì chắc có thể qua mắt được nhỉ. Dương Quan Quan đã nổ súng, sử dụng là SK-416. Đây là lần đầu bắn súng trường, do không chuẩn bị tinh thần, Dương Quan Quan suýt nữa đã bị độ giật của khẩu súng đập phần đuôi súng vào mặt. Thấy cô ta bối rối khiến mọi người không nhịn được mà cười lớn. Trong trường bắn này, rất khó để thấy những người mới chơi như vậy. Cô gái, súng đó không chơi như vậy đâu, để tôi dạy cô nhé, Lục Chiến Long nói. Lão Lục, bớt lo không đi, bằng không coi chừng bị đánh đấy. Ngọc Tiểu Long liếc nhìn Lục Chiến Long và thản nhiên nói. Lục Chiến Long ừ một tiếng, trên mặt đầy sự nghi ngờ. Ngọc Tiểu Long thoáng nói, trên đời này có một số thứ không thể chạm vào. Lục Chiến Long đáp lại, mong cô có thể nói rõ hơn. Sau đó, Ngọc Tiểu Long bèn giải thích, con gái của Liên Mỗ, con chó của Lý Duy Tư, hàng online của Tư Thản Sâm và cả người phụ nữ của hắn. Lục Chiến Long ngạc nhiên sau đó cười, đừng đùa mà, tôi không có ý nghĩ như vậy đâu. Ngọc Tiểu Long hỏi, còn muốn đọ nữa không? Vừa nãy anh đã thua tôi hai ván rồi đó. Lục Chiến Long khoác tay và nói, bởi vì tôi thấy cô là phụ nữ cho nên tôi mới nhường cô một chút thôi, cô cũng đừng có không biết điều chứ. Tề Đằng Nhàn có thể nhìn ra mối quan hệ rất tốt từ cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Không biết năm con rồng ở chung có hòa hợp với nhau như vậy không? Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tề Đằng Nhàn. Khi đang nghĩ về nó thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Từ khi nào mà trường bắn của chúng ta được phép dẫn người ngoài vào vậy? Một người đàn ông cao khoảng 1m8, làn da ngăm đen, dáng dấp có vẻ cực kỳ áp bức đang từ từ đi tới. Người ngoài thường không được phép vào các trường bắn như vậy, nhưng cũng có những quy định bất thành văn. Có người muốn dẫn người vào chơi, có thể dẫn một đến hai người thì sẽ không có ai nói gì, lượng đạn tiêu hao và sự hao mòn súng ống đều được tính hết lên đầu người lãnh đạo. Sau khi nghe thấy giọng nói này, Ngọc Tiểu Long cau mày rồi quay đầu lại và nói, Tạ Cuồng Long. Khi nhìn thấy người này, sắc mặt của Lục Chiến Long cũng tối sầm lại, trong mắt hiện lên đầy sự thù địch. Tạ Cuồng Long, chuyện ở đây không liên quan đến anh, đến nơi nào hóng mát rồi đợi đi. Lục Chiến Long một bước đi tới trước mặt Tạ Cuồng Long, chặn đường hắn ta và lạnh lùng nói. Tạ Cuồng Long cũng là một trong năm con rồng của Hoa Quốc Chiến Bộ. Người sao thì tên vậy, hắn ta có tính cách phô trương và kiêu ngạo nhưng lại vừa có sức mạnh vừa có điều kiện, hơn nữa, ngôi sao rồng trên vai hắn ta cũng đủ để nói lên tất cả. Tạ Cuồng Long buồn cười, Lục Chiến Long, trường bắn này của nhà cậu sao? Lại còn không cho phép tôi tới nữa cơ à? Lục Chiến Long thản nhiên nói, chỉ là chúng tôi không chào đón anh mà thôi. Tạ Cuồng Long cười lớn, không chào đón sao? Cậu là cái thá gì? Người bị đánh bại dưới tay tôi sao? Sắc mặt của Lục Chiến Long ngay lập tức trở nên khó coi. Anh ta thực sự thua kém Tạ Cuồng Long trong nhiều trận đấu một đối một. Tuy nhiên, thế mạnh của anh ta lại rất khó để phát huy trong các trận đấu như vậy. Hắn ta giỏi nhất trong các cuộc dã chiến, một khi đã bước vào trận dã chiến thì mức độ nguy hiểm của hắn ta sẽ tăng lên gấp 10 lần. Ngọc Tiểu Long, bản thân cô là thượng quan. Đáng ra tôi không nên nói năng thô lỗ như thế. Nhưng hôm nay tôi vẫn muốn hỏi cô, tại sao lại để người ngoài vào trong trường bắn? Tạ Cuồng Long nhìn Ngọc Tiểu Long, giọng điệu lạnh lùng hỏi. Hừm, Ngọc Tiểu Long hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại trở nên ác ý. Tạ Cuồng Long chìa tay về phía Dương Quan Quan, chỉ ra bên ngoài và nói, cô ra khỏi đây nhanh. Sắc mặt của Dương Quan Quan cũng lập tức trở nên khó coi. Cô ta đặt khẩu súng trường trong tay lên bàn, liếc thấy những ngôi sao rồng trên vai của Tạ Cuồng Long và không nói gì nữa. Tề Đằng Nhàn lúc này mới mệt mỏi đứng lên và hỏi, cố ý bới móc sao? Tạ Cuồng Long liếc hắn một cái rồi bình tĩnh, ồ! Cậu là người đã đánh chết đặc công chuẩn tướng Hồng Thiên Đô, Tề Đằng Nhàn phải không? Và cũng là cậu dẫn người vào đây đúng chứ? Tề Đằng Nhàn thản nhiên trả lời, tôi nghĩ tôi vẫn có tư cách để đưa mọi người vào chơi đấy.
Tạ Cuồng Long nói, thật ngại quá, cậu không có tư cách đó. Trường bắn này chỉ mở cửa bên trong, không mở ở bên ngoài, để người của cậu từ đâu đến thì quay về đi. Ở đằng xa, có người đang theo dõi mọi hành động nơi này. Tuy nhiên, ở đây đều có các tượng Phật lớn và không ai dám bước lên trước để xem cảnh tượng náo nhiệt này. Nếu không cẩn thận, e rằng phải đặt cả tương lai của chính mình vào trong đó. Tạ Cuồng Long có vẻ định tát vào mặt Ngọc Tiểu Long và Lục Chiến Long, để đuổi Dương Quan Quan đi ngay trước mặt họ, như vậy mới khiến họ phải mất mặt. Hơn nữa, cậu thân là hạ quan nhìn thấy thượng quan như ta sao cậu dám không chào hỏi? Tạ Cuồng Long nhìn Tề Đẳng Nhàn, chậm rãi hỏi. Ngọc Tiểu Long lúc này mới lên tiếng, Tạ Cuồng Long, anh bớt ở đó mà thổi phồng mọi thứ lên đi, nếu muốn chào hỏi, vậy anh nên chào tôi trước đi rồi hãy nói. Dĩ nhiên Tạ Cuồng Long sẽ không chào hỏi Ngọc Tiểu Long, thậm chí hắn còn cảm thấy thật nhục nhã khi để người phụ nữ này giữ vị trí cao hơn mình. Tề Đẳng Nhàn phẩy tay về phía Dương Quan Quan, nói cứ chơi tiếp đi, đừng để ý tới hắn. Dương Quan Quan ừ một tiếng, cho dù trời có sập xuống thì cũng có Tề Đẳng Nhàn chống đỡ, lập tức đặt súng trường sang một bên, cạch cạch cạch. Long Á Nam nhìn thấy cảnh này thì nhếch mép, tên nhóc này. Không phải hắn cố ý làm Tạ Cuồng Long tức điên lên sao? Cậu muốn đấu với tôi à? Tạ Cuồng Long nhìn chằm chằm Tề Đẳng Nhàn, lạnh lùng hỏi. Anh tuổi gì, anh mà cũng xứng để nói chuyện với tôi như thế sao? Trước khi tôi nổi giận, hãy mau biến khỏi chỗ này đi. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng đáp lại. Lục Chiến Long mỉm cười liếc Tề Đẳng Nhàn, tính cách này rất hợp với anh ta. Tôi tuổi gì á? Ha ha ha, xem ra cậu nghĩ rằng mình rất lợi hại, thực sự tưởng rằng nếu giết Hồng Thiên Đô thì sẽ bất khả chiến bại rồi sao? Tạ Cuồng Long điên cuồng cười. Tránh sang một bên Lục Chiến Long và đi về phía Tề Đẳng Nhàn. Lục Chiến Long nhíu mày, vừa định chặn đường thì bị Ngọc Tiểu Long cản lại. Ngọc Tiểu Long lạnh lùng nói, hắn là học trò của Hồng Bang, nếu có oán hận với cái chết của Hồng Thiên Đô, hôm nay cho dù không tìm ra lỗi thì hắn cũng sẽ đổi thủ đoạn khác. Hơn nữa, Thượng tướng Tề quá nổi tiếng, đám người kia cố tình muốn đàn áp hắn. Lục Chiến Long nói, tôi không thể chịu đựng được sự kiêu ngạo của tên này. Trường bắn này được cho là không mở cửa cho người ngoài, nhưng có những quy định bất thành văn. Bất kỳ ai cũng có thể dẫn theo một hoặc hai người bạn đến chơi. Hắn lúc nào cũng lấy cái này làm lý lẽ và cố tình ghét bỏ chúng ta. Khi Tạ Cuồng Long đi đến trước mặt hắn, Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, tôi không biết liệu tôi có bất khả chiến bại hay không, nhưng tôi chắc chắn có thể bóp nát đầu anh đấy. Tạ Cuồng Long nhếch mép, nói, ồ, tự tin như vậy sao? Vậy thì cứ thử xem. Ngọc Tiểu Long lắc đầu, Tề Đẳng Nhàn bị thương nặng sau trận đấu với Hồng Thiên Đô, nó vẫn chưa lành hẳn, vì vậy hắn không nên chấp nhận ngay trước sự khiêu khích của Tạ Cuồng Long. Thấy Ngọc Tiểu Long lắc đầu với mình, Tề Đẳng Nhàn nhắm mắt làm ngơ và chỉ nói, được, anh muốn đấu thế nào? Cái người này, Ngọc Tiểu Long muốn bước lên và đấm cho hắn hai phát, chẳng lẽ IQ của hắn thấp thế cơ à? Lại đi hỏi Tạ Cuồng Long rằng hắn muốn đấu như nào. Không biết bản thân phải đặt ra một số quy tắc trước khi nhận lời thách thức sao. Dương Quan Quan lúc này cũng bỏ súng trường trong tay xuống, phấn khích nói, tôi có thể thử một chút sao. Tề Đẳng Nhàn trừng mắt nhìn Dương Quan Quan, hành động này của cô ta chẳng phải là xung phong dũng cảm gì cả, chỉ đơn thuần là đang tự tìm đường chết mà thôi. Dựa vào khả năng của Tạ Cuồng Long, muốn hành chết tiểu thái điểu nhà cô là chuyện dễ đến mức không cần ai chỉ dạy. Ở nhà tù U Đô vẫn còn tốt chán, tuy mấy thằng nhóc kia lợi hại, nhưng vì có Tề Đẳng Nhàn đứng nhìn nên không ai dám ra tay giết người. Nhưng Tạ Cuồng Long này cố ý đến để giữ mặt mũi cho Ngọc Tiểu Long, hắn ta tới nhằm đánh tan uy phong của Tề Đẳng Nhàn, Dương Quan Quan lại không biết sống chết cứ thế mà xông lên, hơn nửa là bị đánh đến nỗi não rớt ra ngoài rồi. Nếu cô muốn tìm chết, tôi có thể đáp ứng. Tạ Cuồng Long liếc mắt nhìn Dương Quan Quan một cái, chậm chạp mở miệng. Lục Chiến Long cười nhạo, nói Tạ Cuồng Long, anh thân là người có địa vị cao, lại có thể nói mấy lời này với một cô gái chân yếu tay mềm, có thấy mất mặt không? Ra đường để người khác biết tôi có quen với anh thì đúng là khiến tôi nhục không sống nổi. Tạ Cuồng Long không đáp, hắn ta chỉ lãnh đạm nói, ở trường bắn không tiếp người ngoài, đây là quy tắc. Nếu cậu đã dẫn người tới đây muốn bịt miệng tôi,
vậy chắc chắn sẽ phải thể hiện được thực lực của mình, nói cách khác, tôi sẽ không nương tay. Tề Đẳng Nhàn không kiên nhẫn đáp, đừng nói nhảm nữa. Tạ Cuồng Long cười lạnh, nói chi bằng chúng ta đến đoạn đường diễn tập dùng đạn thật đi. Một chọi một, đừng nói tôi không cho cậu cơ hội. Ngọc Tiểu Long lắc đầu rồi thản nhiên nói, Tạ Cuồng Long, muốn đánh thì cứ thẳng tay mà đánh đi, đừng làm mấy trò vô bổ làm gì, mất mặt thì sao? Dù sao Tề Đẳng Nhàn cũng là người đã xử lý Hồng Thiên Đô, Tạ Cuồng Long tuy cuồng nộ thật, nhưng hắn ta cũng không phải người có thể treo Hồng Thiên Đô lên mà đánh, nếu giờ để hắn ta cùng Tề Đẳng Nhàn giao lưu vài chiêu, khác nào là tự mình tìm đường chết. Vì vậy, hắn ta đã ra đề là hình thức giao chiến có lợi cho mình nhất. Dù gì Tề Đẳng Nhàn cũng không phải người có xuất thân chính quy, việc sử dụng súng ống hẳn là không thành thạo. Là cậu ta hỏi tôi muốn chơi như thế nào? Bây giờ tôi đưa ra yêu cầu này, chuyện này cần phải có sự cho phép của Ngọc tướng lĩnh sao? Tạ Cuồng Long cười khinh thường sau đó quay đầu nhìn Tề Đẳng Nhàn, thế nào, tôi cho cậu cơ hội rồi, dám chơi hay không? Súng đạn không có mắt, tôi cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tạ Cuồng Long xứng đáng được khen ngợi, không chỉ về sức mạnh cá nhân, mà còn có cả khả năng chiến đấu xuất sắc. Tề Đẳng Nhàn cười cười, gật đầu nói, được thôi, chúng ta cùng nhau chơi. Tôi muốn xem, long này của anh, có xứng được xưng ngũ long chi nhất cùng Ngọc Tiểu Long hay không? Ngọc Tiểu Long thấy Tề Đẳng Nhàn cứ vậy mà ứng chiến cũng chỉ có thể thở dài, không thèm tiến lại can ngăn. Tinh khí của người này thế nào, cô thực sự rất rõ. Vì để có thể một chọi một với Hồng Thiên Đô mà hắn thản nhiên để cho người ta dí súng vào lưng cô để uy hiếp. Nếu bây giờ hắn đã chấp nhận lời thách đấu từ Tạ Cuồng Long, hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Mời, Tạ Cuồng Long khoát tay, cười lạnh nói, chúng ta đổi sân khác. Tề Đẳng Nhàn không nói hai lời, chỉ đi theo Tạ Cuồng Long. Lục Chiến Long nhìn Ngọc Tiểu Long, liếc nhìn một cái rồi hỏi, không cản hắn lại à? Cản cái rắm, hắn vì muốn một mình đấu với Hồng Thiên Đô đã cho người chĩa súng vào tôi. Anh nghĩ lời tôi nói hắn chịu nghe lọt lỗ tai chắc. Ngọc Tiểu Long trưng ra vẻ mặt khó chịu mà cười lạnh. Lục Chiến Long nghe xong cũng không nhịn được cười khổ, anh ta nói, vậy qua đó nhìn xem, năng lực chiến đấu của Tạ Cuồng Long xuất chúng nhất trong số chúng tôi, để tên này chọn hình thức thi đấu như vậy, với Tề tướng quân mà nói, trận đấu này chỉ có bất lợi. Ngọc Tiểu Long đen mặt, nói mát, người này là một tên đầu gỗ bướng bỉnh, đôi khi chín con trâu còn không kéo hắn lại được khi ý hắn đã quyết, bây giờ tôi chỉ hận không thể hung hăng tẩn hắn một trận khiến hắn sợ tới giả tới chết mà thôi. Lục Chiến Long bật cười, không nghĩ đến một Ngọc Tiểu Long luôn tỏ ra bình tĩnh lại có nhiều bất mãn với Tề Đẳng Nhàn đến vậy. Xem ra, ngày thường cô bị thằng nhóc kia chọc cho bốc hỏa không ít lần đâu. Dương Quan Quan cũng biết nếu Tạ Cuồng Long này có thể cùng đám người Ngọc Tiểu Long xưng ngũ Long Hoa Quốc, theo lẽ tự nhiên người kia cũng là một trong những cao thủ hàng đầu. Cô quay đầu hỏi Long Á Nam, Tạ Cuồng Long này rất mạnh sao? Tại sao mọi người có vẻ rất lo lắng cho Tề Đẳng Nhàn vậy? Long Á Nam mang vẻ mặt trịnh trọng, nghiêm túc nói, Tạ Cuồng Long luyện thái cực M phù thương, ngay từ công lực đã rất cao, hơn nữa, hắn am hiểu chiến đấu bằng súng một cách bất thường, đã từng một mình tiêu diệt hai đại đội đặc công tinh nhuệ của địch trong hạng chiến. Một đại đội có khoảng 100 người, Tạ Cuồng Long lại có thể quét sạch 200 kẻ địch trong hạng chiến. Đối với các địa hình phức tạp hắn mẫn cảm một cách phi thường. Đánh hạng chiến như cá gặp nước. Khả năng chiến đấu ở địa hình phức tạp của hắn không thua gì khả năng chiến đấu của tướng quân Lục Chiến Long trong môi trường khắc nghiệt. Long Á Nam mồm năm miệng 10 khai sáng cho Dương Quan Quan về sự lợi hại của Tạ Cuồng Long. Dương Quan Quan nhìn không được cảm thán, quả nhiên, học được văn võ nghệ, bán cho nhà đế vương. Trong bộ chiến tranh, cao thủ nhiều như mây, người tài ba xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Long Á Nam hỏi, sau trận chiến của Tề tướng quân với Hồng Thiên Đô, cậu ấy có gặp phải thương tích gì không? Chắc là không có, hôm nay tôi xem cậu ta đánh nhau với người khác, cậu ta dùng bát quái trưởng, phong cách hoàn toàn không giống trước kia. Dương Quan Quan lắc đầu nói. Long Á Nam nghe xong đột nhiên cảm thấy hết nói nổi, trước đây cậu ta có đánh một trận với người khác. Liễu Tông Nham Toái, người sáng lập Nham Toái của Kiệt Bành Quốc, rất lợi hại đó. Dương Quan Quan nói. Long Á Nam giận đến mức suýt nữa té xỉu,
cùng một đại cao thủ như Liễu Tông Nham Toái so chiêu, tiêu hao thể lực chắc chắn là rất nghiêm trọng. Vết thương còn chưa lành, lại để thể lực cạn kiệt, thế mà Tề Đẳng Nhàn lại dám tùy tiện đáp ứng khiêu khích của Tạ Cuồng Long. Mặc dù cô đã chứng kiến Tề Đẳng Nhàn vượt qua khảo hạc 4 lần, cũng thấy cậu ấy dùng một đấm giải quyết Diệp Phi Lưu, nhưng lúc này cô khó tránh khỏi việc mình có chút không đồng tình với cách làm việc của Tề Đẳng Nhàn. Tạ Cuồng Long lúc này dám tới để khiêu khích, tất nhiên là hắn ta đã biết trước được. Nếu Tề Đẳng Nhàn thua, Dương Quan Quan sẽ bị đuổi ra khỏi trường bắn, mặt mũi của hai vị tướng quân Ngọc Tiểu Long và Lục Chiến Long đều sẽ mất sạch, uy nghiêm mà Tề Đẳng Nhàn có được nhờ tiêu diệt Hồng Thiên Đô cũng sẽ bị lao dốc không phanh. Tạ Cuồng Long dẫn Tề Đẳng Nhàn tới một địa hình vô cùng phức tạp, nơi này bốn bên có tường vây, còn có mấy lốp xe lớn dựng thành chướng ngại vật, thậm chí còn có những chiếc ô tô phế thải, cảnh tượng này, như thể hoàn toàn được mô phỏng theo chiến tranh giữa phố hẻm. Chọn trang bị đi, tướng quân Tạ Cuồng Long nện đôi ủng một cái mạnh xuống mặt đất và cười lạnh nói. Tề Đẳng Nhàn nhìn hắn ta một cái, sau đó chọn một kiện áo chống đạn gốm sứ, có cả một cái mũ sắt. Tạ Cuồng Long cũng không nhàn rỗi, cùng lúc đó lắp trang bị chống đạn, sau đó là súng tự động MP5, súng lục Glock 18, lựu đạn gây choáng, pháo mồi, lựu đạn khói. Tề Đẳng Nhàn cũng rất dứt khoát, hắn ta thản nhiên lấy ra một khẩu súng lục màu bạc bắt mắt, khiến người trông mặt mà bắt hình dong. Hơn thế, cây súng này có một biệt danh rất nổi tiếng Desert Eagle. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì uy lực của cây súng này quá lớn, sức giật kinh người. Hơn nữa đạn chỉ bắn được 7 phát, hiệu quả bắn liên tục kém dần đều. Ngoại trừ việc dùng để trang trí bên ngoài, về cơ bản nó không có tác dụng gì nhiều, là một cây súng điển hình cho câu nói tốt nước sơn chứ chẳng hề tốt gỗ. Ngọc Tiểu Long nhìn Tề Đẳng Nhàn chọn súng, khóe miệng run lên, cô lên tiếng nhắc nhở, băng đạn của Glock 18 có thể chứa 20 viên đạn, nếu lắp băng đạn mở rộng sức chứa phải lên đến 35 viên, hơn nữa có thể hoàn toàn bắn tự động. So với súng tự động không khác biệt nhiều lắm. Tề Đẳng Nhàn nói, cái đó không thú vị, Desert Eagle đẹp hơn, 700 lần bắn lớn. Ngọc Tiểu Long cùng Lục Chiến Long im lặng, tên này nghĩ mình đang chơi CSGO chắc. Không nghe nữa, không nghe nữa, Desert Eagle toàn giáp phải không? Tề Đẳng Nhàn là minh chứng điển hình cho câu, trang bức như gió, thường bạn ta thân. Hai thanh Desert Eagle đeo vào thắt lưng vẫn có thể toát lên vẻ đẹp trai ngời ngời. Lục Chiến Long người thẳng như ruột ngựa, nhìn dáng vẻ của anh ta như vậy thì liền cảm thấy Tề Đẳng Nhàn có vẻ là một người không đáng tin cậy, không nhịn được mà hỏi Ngọc Tiểu Long, cô tận mắt thấy anh ta đánh chết Hồng Thiên Đô thật ư. Ngọc Tiểu Long sắc mặt tái mét gật đầu, khóe miệng run lên nhẹ nhẹ. Lục Chiến Long chép miệng, nói e rằng Hồng Thiên Đô chết có chút oan uổng. Tề Đẳng Nhàn khóe miệng cong lên, nói các người thì biết cái gì, người đẹp trai thường được trời xanh ưu ái, dễ dàng làm xong việc. Mặt khác, Tạ Cuồng Long được trang bị đầy đủ, với khẩu súng lục Glock 18, không loại vũ khí nào không phải là vũ khí sắc bén để chống lại các cao thủ võ lực. Loại trang bị này có tốc độ bắn nhanh và độ giật thấp, có thể nói là khắc tinh của các cao thủ võ lực. Ngoài ra, hắn ta còn tự trang bị những thứ như bom giật chớp. Có thể nói là chuyên nghiệp đến mức không thể chuyên nghiệp hơn. Ngay cả Dương Quan Quan lúc này cũng toát mồ hôi hột hộ Tề Đẳng Nhàn, cảm thấy rằng anh quá tự tin. Trái ngược với lối suy nghĩ của những người khác, cái mà Tề Đẳng Nhàn nghĩ lại là thay vì mang theo những món vũ khí mạnh mà mình không quen thuộc, tốt nhất là nên tham chiến với tư thái bình thản. Hơn nữa, Desert Eagle đủ mạnh để nếu đối phương bị trúng đạn thì không chết cũng thành tàn phế. Cho dù có mặc áo chống đạn cũng có thể một phát bắn xuyên, đủ khiến người ta băm nát thành thịt vụn. Tạ Cuồng Long lạnh lùng nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, lại đeo một khẩu súng ngắn shotgun lên trên đùi, sân bãi này tổng cộng 1.200 m², hoàn toàn mô phỏng chiến tranh thời kỳ đường phố. Trước kia, tôi chưa từng huấn luyện qua ở chỗ này, cũng không quen thuộc địa hình bên trong, cho nên cậu cũng không cần lo lắng tôi có lợi thế về địa hình hơn cậu. Bớt nhiều lời. Mau nói xem luật chơi như thế nào đi. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Không có quy tắc, dùng hết mọi thủ đoạn cậu có để đánh bại đối phương là được. Tạ Cuồng Long lạnh lùng nói. Sau khi nói xong lời này, hắn đi về phía cửa bên trái, nói với lại, cậu từ bên phải vào sân, tôi từ bên trái vào sân, sau khi cả hai đều đã vào sân,
trận chiến chính thức bắt đầu. Tề Đẳng Nhàn mang theo hai thanh Desert Eagle đi sang bên phải. Nói về năng lực chiến đấu trên địa hình đường phố, nếu Tạ Cuồng Long khiêm tốn nói mình đứng thứ hai thì chắc chắn không ai dám tự nhận đứng thứ nhất. Khứu giác của hắn ta với thể loại chiến đấu trên đường phố thế này là không có đối thủ. Hơn nữa, Tề tướng quân mang theo đều là những thứ trang bị gì vậy? Ngoại trừ giáp chống đạn đầu có vẻ hữu dụng ra, hai thanh Desert Eagle kia nếu nói giảm nói tránh thì là không hữu dụng mấy, còn nói trắng ra thì có khác gì đồ chơi không? Lục Chiến Long nhìn Ngọc Tiểu Long, bất đắc dĩ nói. Long Á Nam cũng cảm thấy Tề Đẳng Nhàn hoàn toàn không có hy vọng thắng được trận này. Tạ Cuồng Long người ta là chuyên gia chiến đấu trên đường phố, trực tiếp mặc một bộ thần trang vào sân, Tề Đẳng Nhàn lại tùy tiện chọn đại vài món đồ chơi quân sự để vào sân tham chiến, cái này còn không phải là tự đi tìm chết sao? Ngọc Tiểu Long nói, xem đã rồi biết, nói không chừng anh ấy có suy nghĩ riêng của mình. Người này thoạt nhìn thì có vẻ không đáng tin cậy, nhưng trên thực tế trong lòng anh ta nghĩ gì chỉ mình anh ta biết, chúng ta có can dự vào cũng là vô dụng mà thôi. Phái thực chiến Lục Chiến Long một mặt thì nghe nói như thế, nhưng thực ra suy nghĩ trong lòng lại không như vậy, chỉ muốn chửi má nó, mang hai thanh Desert Eagle muốn đối đầu với Tạ Cuồng Long trong chiến đấu đường phố, điều đó có mà chứng tỏ người này bị úng não rồi thì có. Cho máy bay không người lái bay lên. Ngọc Tiểu Long hướng về phía nhân viên công tác ra lệnh. Vâng, Ngọc Tướng Quân, người đằng sau vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó điều khiển ba chiếc máy bay không người lái bay lên bầu trời, tức khắc, hoàn cảnh bên trong hội trường xuất hiện trên màn hình lớn bên cạnh. Mọi người đặt trọng tâm chú ý lên màn hình, nhìn thấy hai người Tề Đẳng Nhàn và Tạ Cuồng Long đã tiến vào sân. Địa hình trong sân này vô cùng phức tạp, có tường vây, có kiến trúc loại nhỏ, có ô tô bỏ hoang, có lốp xe rách nát, thậm chí còn có chiến hào. Thực chất, địa hình càng phức tạp đối với Tạ Cuồng Long mà nói, lại càng có lợi. Giống như Lục Chiến Long thích chiến đấu với kẻ thù trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt, môi trường càng khắc nghiệt và thời tiết càng tồi tệ, anh ta càng cảm thấy mình như thể cá gặp nước. Tạ Cuồng Long và địa hình chiến đấu phức tạp cũng là một dạng bài trùng như vậy. Trong sân tựa như mê cung. Ngay khi Tạ Cuồng Long bước vào, hắn ta lập tức xác nhận vị trí của mình, sau đó bắt đầu di chuyển về phía vị trí sắp xếp của Tề Đẳng Nhàn, hắn ta mỗi tay cầm một thanh tiểu liên, từng bước tiến về phía trước, bước chân nhanh gọn mà chắc chắn lại nhẹ nhàng như lông hồng, thật giống với cách mà một con mèo di chuyển về phía con chuột của mình, gần như không gây ra tiếng động. Tề Đẳng Nhàn cũng nhìn xung quanh, một lúc sau, anh nhún vai, đặt tay lên chuôi súng Desert Eagle hai bên trái phải. Uể oải đi về phía trước, giống như là đến cưỡi ngựa xem hoa vậy. Nhìn thấy cảnh này, khóe mắt Phu Tiểu Long và Lục Chiến Long giật giật. Dù có lạc quan thế nào đi nữa, nhìn cảnh này, tôi cũng không thể nhìn thấy cơ hội chiến thắng của chúng ta. Như thể anh ta tới đó chỉ để làm màu cho có vậy. Lục Chiến Long bực bội, nói. Dương Quan Quan cũng có cùng một cảm giác như vậy, Tề Đẳng Nhàn giống như một lời không hợp liền mở miệng đồng ý lời thách đấu cho có lệ. Lời nhắc lại không hề nghiêm túc như vậy, căn bản không giống như là tới để thực sự đối chiến với Tạ Cuồng Long. Tạ Cuồng Long dựa vào kinh nghiệm chiến đấu trên đường phố phong phú, rất nhanh đã khóa chặt được vị trí của Tề Đẳng Nhàn. Hắn ta rút từ bên hông ra một quả bom sốc điện, dùng ngón cái búng tay xé toạc phần mấu, sau khi cầm trong tay một lúc, anh ta đột nhiên ném nó lên cao. A một bay thẳng lên cao trông thật đẹp mắt. Phanh! Pháo sáng ở trên đỉnh đầu Tề Đẳng Nhàn nổ tung. Hình ảnh máy bay không người lái truyền tới mà hình chỉ còn là một mảnh trắng như tuyết. Ngay sau đó, hình ảnh Tạ Cuồng Long xuất hiện ở trên một tòa kiến trúc nhỏ hai tầng, hắn ta quỳ một gối xuống đất, bóp còi về vị trí của Tề Đẳng Nhàn trong hẻm nhỏ, đạn bắn ra như vũ bão. Tề Đẳng Nhàn đã sớm nhắm mắt lại ngay khi quả pháo sáng được ném lên không trung, đồng thời, cơ thể anh lập tức chuyển động nhanh chóng. Lúc này anh không nhìn thấy, nhưng hoàn cảnh xung quanh đã sớm nắm rõ trong lòng bàn tay. Thời điểm Tạ Cuồng Long bắn đạn tới, anh không còn ở chỗ cũ nữa mà tức khắc trốn sau một chiếc ô tô bỏ hoang, thu nhỏ thân mình lại lẩn trốn. Đến lượt tôi, Tề Đẳng Nhàn đợi đối thủ bắn hơn 20 viên đạn, chống tay xuống đất, phụt một cái lao ra ngoài. Tạ Cuồng Long nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn dùng tốc độ cực nhanh lao về phía mình, không chần chừ gì.
hắn ta rút một quả bom xung kích ném ra ngoài, đồng thời nhanh chóng nhảy xuống khỏi tòa nhà tầng 2. Tề Đẳng Nhàn còn chưa đuổi kịp Tạ Cuồng Long, một viên pháo sáng đã kịp lao đến chỗ anh. Hơn nữa, thời gian Tạ Cuồng Long bóp pháo sáng vô cùng chuẩn, chỉ cần bay đến chỗ Tề Đẳng Nhàn liền có thể phát nổ vào đúng thời điểm này. Tề Đẳng Nhàn không kịp nghĩ ngợi, đột nhiên thực hiện chiêu thức nhện đạp nước nằm xuống, sau đó đập mạnh đầu xuống đất, biến thành con gà vàng mổ thóc trực tiếp đập nát mặt đất vững chắc, chôn vào nửa cái đầu vào cái hố vừa mới tạo thành. Ngay khi quả pháo sáng phát nổ, anh lập tức rút đầu ra, nhưng lúc này, dù anh muốn đuổi theo Tạ Cuồng Long, thì hắn ta cũng đã biến mất không thấy tăm hơi. Chậc, thật thú vị, Tề Đẳng Nhàn phủi sạch bụi đất bên trên mũ sắt, nhếch miệng cười. Tai anh vẫn còn ù sau vụ nổ của quả pháo sáng, sau đó là liên tiếp những âm thanh chói tai liên tục kích thích dây thần kinh thính giác của anh. Anh còn chưa kịp suy nghĩ, liền cảm giác được nguy hiểm đang chờ tới. Cơ thể lập tức phản ứng lại, sống lưng rung chuyển, mông ưỡn lên, cả người bật ra ngoài. Khoảnh khắc người vừa mới bật ra ngoài, hai viên đạn đã hạ cánh chính xác vào vị trí mà anh vừa đứng. Bóng dáng của Tạ Cuồng Long xuất hiện trên hàng rào cách đó 30 mét, trên tay cầm một khẩu tiểu liên. Đứa trẻ ngoan, Tề Đẳng Nhàn híp mắt lại, nói. Tạ Cuồng Long lại cười lạnh ném xuống một cái bom khói, quả bom chuẩn xác hạ cánh dưới chân của mình. Sau đó, trực tiếp từ trên tường rào nhảy xuống, nhanh chóng biến mất không vết tích. Tề Đẳng Nhàn cẩn thận quan sát bằng tất cả giác quan, nhưng rất khó để bắt được dấu vết của Tạ Cuồng Long, bởi vì có hai viên đạn làm mồi nhử nổ tung ở hai bên người anh, âm thanh của bom mồi tạo thành một sự xáo trộn mạnh mẽ đối với thính giác của anh lúc này. Hiển nhiên, các cao thủ võ công dân gian vẫn rất khó thích nghi với hoàn cảnh chiến trường. Lúc này Lục Chiến Long bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nhưng Ngọc Tiểu Long lại nói, cũng không hẳn là vậy. Cô buột miệng muốn nói về việc cùng Tề Đẳng Nhàn quét sạch tiểu đội Ác Triệu lần trước, nhưng lời vừa ra đến miệng lại nuốt xuống. Chuyện đó là tuyệt mật, ngay cả cấp trên cùng lắm cũng chỉ có vài người biết, ngay cả Lục Chiến Long cũng không hề hay biết. Lục Chiến Long hoài nghi hỏi, này, cậu muốn nói cái gì? Sao không nói tiếp? Ngọc Tiểu Long cười cười nói tiếp, cũng không hẳn là như vậy. Anh ta cũng khá là hiểu biết về công nghệ vũ khí hiện đại. Lục Chiến Long nói, nhưng thế này thì cũng chưa đủ nha. Còn kém xa lắm, muốn đánh thắng được Tạ Cuồng Long trong hoàn cảnh thế này gần như là điều không thể. Người đang xem trận đấu đều có biểu cảm rất căng thẳng. Họ cũng nhận thấy rõ ràng rằng Tạ Cuồng Long đang chiếm ưu thế tuyệt đối trong trận đấu này. Vì từ khi bắt đầu vào sân đấu cho đến giờ, Tề Đẳng Nhàn chưa thực hiện được một đòn tấn công hiệu quả nào. Hoàn toàn bị Tạ Cuồng Long áp đảo. Và lại hắn cũng cảm thấy rất bất mãn, dù sao trong tay Tạ Cuồng Long cũng có hai khẩu súng, một khẩu MP5 và một khẩu Glock 18, cả hai đều có tốc độ bắn nhanh nên rất khó tìm được cơ hội cận chiến. Tuy uy lực của súng lớn, nhưng đạn ít và không thể bắn tự động. Cho đến giờ, Tề Đẳng Nhàn chưa bắn một phát súng nào. Nếu anh chỉ có chút bản lĩnh như vậy thì vẫn là nên nhận thua sớm đi. Tôi còn chưa có thể hiện thực lực đâu. Tạ Cuồng Long đầy đắc ý nói. Kỹ thuật chiến đấu đường phố của cậu rất giỏi. Tề Đẳng Nhàn không thể không công nhận điều này, gật gật đầu nói. Trong lần truy đuổi vừa rồi anh ta thậm chí đã trúng mai phục của Tạ Cuồng Long, đạp chúng vào cái bẫy được Tạ Cuồng Long đặt sẵn từ trước, hai quả bom choáng đã suýt làm mù mắt và khiến hai tai hắn bị điếc. May mắn là hắn đã tránh được. Lúc nãy khi thấy tình huống đó, hai tay cả Lục Chiến Long và Ngọc Tiểu Long đổ mồ hôi, họ đều cho rằng Tề Đẳng Nhàn chắc chắn sẽ thất bại. Tên Tạ Cuồng Long này thật bị ổi, toàn không dám đối đầu trực diện. Dương Quan Quan cả giận nói. Chiến trường thực sự là như vậy, phải dùng mọi biện pháp để giết được địch. Anh đừng có tưởng rằng lính đặc chủng đều hung hãn vô địch, kiểu một người bằng 100 người. Lính đặc chủng chân chính. Luôn là giết người bằng đủ các thủ đoạn không để lại dấu vết như hạ độc, đặt mìn, ám sát. Có khi còn chưa nhìn thấy người thì đã chết rồi. Long Á Nam nhìn Dương Quan Quan một cái, giải thích cho cô ta. Thủ đoạn của Tạ Cuồng Long quá tinh vi, kết hợp sử dụng các loại công cụ, trang bị khác nhau, cùng với địa hình phức tạp, gần như đã khiến Tề Đẳng Nhàn phải nhận thua trong trận này.
đây cũng là lần đầu Dương Quan Quan thấy Tề Đẳng Nhàn bị ép đến mức này. Tạ Cuồng Long cười nói, anh cứ tiếp tục như vậy cũng không có cơ hội chiến thắng, nếu như thua thì mau chóng tìm phó lão xin từ chức đi, đỡ phải cảm thấy mất mặt khi ở lại chiến bộ. Tề Đẳng Nhàn đáp, được, nếu tôi thua sẽ ngay lập tức xin từ chức, nhưng nếu anh thua thì sao? M thanh của Tạ Cuồng Long càng thêm kiêu ngạo, khinh thường nói tôi sẽ thua sao? Anh dựa vào cái gì để thắng được tôi? Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, tôi cũng không muốn nói gì khác, nếu anh thua thì sau này gặp tôi đều gọi anh một tiếng đại ca. Tạ Cuồng Long lại ném ra một quả bom mồi, Tề Đẳng Nhàn tưởng đó lại là một quả bom choáng nên hoảng sợ, nhanh chóng né tránh. Ha ha ha, được, Tạ Cuồng Long điên cuồng cười to, đúng như tên gọi của hắn, thực sự là điên rồi. Tề Đẳng Nhàn đá bay quả bom mồi rơi bên cạnh mình, nheo mắt cười lạnh nói, anh thực sự cho rằng ở địa hình phức tạp này tôi không thể làm gì được anh sao? Nói xong lời này, hắn chậm rãi rút ra hai khẩu súng lục từ bên hông. Anh ta muốn làm gì vậy? Lục Chiến Long thấy cảnh này có chút sững sờ. Ngọc Tiểu Long cũng cau mày. Lục Chiến Long nói tiếp, đến người anh ta còn chưa tìm thấy, rút súng ra có ích khỉ gì chứ? Lời còn chưa nói xong, hắn liền thấy Tề Đẳng Nhàn cúi người xuống, tư thế chuẩn bị chạy, sau đó dùng lực bật một cái. Cả người hắn điên cuồng lao về phía Tạ Cuồng Long đang đứng. Có nhiều bức tường ở giữa khoảng cách của hai người bọn họ. Khi Tề Đẳng Nhàn chạy đến cách bức tường đầu tiên khoảng 4 mét, hắn nâng tay lên bắn hai phát súng, hai viên đạn trúng vào giữa bức tường, khoảng cách giữa hai viên cách nhau 1 mét. Súng lục nổi tiếng với uy lực rất lớn, lực đẩy của hai phát bắn đó đủ để hất ngã một người trưởng thành. Nhưng Tề Đẳng Nhàn vẫn vững như núi, hai viên đạn phá vỡ bề mặt tường tạo ra hai lỗ hổng. Sau đó hắn dùng vai cùng kỹ thuật thiếp sơn kháo của Bát Cực Quyền để huých đổ mảng tường giữa hai lỗ hổng. Bước chân Tề Đẳng Nhàn không dừng lại, ngay lập tức lại nổ súng vào bức tường thứ hai và lặp lại cú huých vai. Thao tác liền một mạch. Hình ảnh đó được chiếu lên màn hình, khiến mọi người đang xem không nhịn được mà hô lên. Chết tiệt, còn có kiểu chiến đấu đường phố như vậy sao? Trên người của người này đang mặc áo giáp bằng sắt hay gì? Dựa vào sức mạnh thể chất của Tề Đẳng Nhàn, tất nhiên hắn có thể trực tiếp phá vỡ một bức tường. Nhưng nếu làm như vậy liên tục sẽ tốn rất nhiều sức lực, vì vậy anh ta đã có một lựa chọn thông minh. Đầu tiên dùng súng lục để phá hai lỗ hổng trên tường, sau đó sẽ dễ dàng phá vỡ nó và đi qua. Mẹ kiếp, súng lục dùng như vậy sao? Lục Chiến Long nhìn đến phát ngốc, lần đầu hắn thấy một tên mạnh đến vô lý như vậy. Ngọc Tiểu Long cũng không nói nên lời, thì ra Tề Đẳng Nhàn chọn súng lục là do sớm đã có kế hoạch, không phải là nhất thời làm màu. Súng lục có uy lực lớn, đường kính đạn cũng lớn, lực sát thương lên tường cũng rõ rệt hơn so với những loại súng khác. Có khi chỉ cần một phát bắn cũng có thể làm nứt vỡ toàn bộ bề mặt của những bức tường không kiên cố, như vậy chỉ cần là một người bình thường cũng có thể dùng sức đạp đổ tường, huống hồ là một quái thai trời sinh có sức mạnh khủng bố như Tề Đẳng Nhàn. Dương Quan Quan cũng không thể tin nổi, nếu ví trận đấu này như một ván game, thì Tề Đẳng Nhàn chính là lợi dụng lỗi kỹ thuật để gian lận. Dù sao, từ trước đến giờ cũng chưa có ai đấu đường phố giống như hắn. Tạ Cuồng Long nghe thấy một trận tiếng nổ lớn truyền đến, cũng có chút sững sờ sau đó cau chặt mày. Trong kho trang bị không có vũ khí nổ quy mô lớn như lựu đạn hay đạn chống tăng, vậy tiếng nổ này là thứ gì chứ? Hơn nữa hắn nghe thấy tiếng nổ đó đang cách hắn càng ngày càng gần. Bang, bang! Tạ Cuồng Long nghe thấy hai tiếng súng lục vang lên. Sau đó hắn cảm nhận được mặt đất dưới chân rung lên, hắn theo bản năng lùi về sau mấy bước. Cùng với tiếng nổ vang vọng, bức tường cao 3 mét trước mặt hắn đổ ập xuống ngay lập tức. Bóng dáng Tề Đẳng Nhàn xuất hiện trong khói bụi vô tận giống như một ma thần. Tiểu tử thối, để ông đây bắt được ngươi rồi. Tề Đẳng Nhàn nhe răng cười với Tạ Cuồng Long, đồng thời ném hai khẩu súng lục đã hết đạn trong tay đi. Một đoạn đường thẳng 50 mét. Được anh ta mở ra bằng cách phá hủy 7 bức tường, đập nát 12 chiếc lốp cao su khổng lồ. Quái vật hình người. Ngoại trừ 4 chữ này ra, Lục Chiến Long không thể nghĩ ra bất kỳ từ nào để mô tả Tề Đẳng Nhàn. Nào có thể chơi trò đánh nhau trên đường phố với những người như thế này.
hắn ta lợi dụng địa hình đi vòng quanh ngươi, dùng ưu thế súng ống áp chế ngươi. Còn ngươi thì sao? Vừa vung vai liền xông qua vách tường, xông thẳng vào mặt hắn. Vẻ mặt Ngọc Tiểu Long nghiêm túc, nói quả nhiên, sau trận chiến với Hồng Thiên Đô, hắn đã có tiến bộ rất lớn. Có thể vết thương còn chưa khỏi hẳn, nhưng hắn nhất định đã nhận ra được điều gì khác. Tạ Cuồng Long là người kinh ngạc nhất, bởi vì hắn ta ở ngay tại chiến trường, là đối thủ của Tề Đẳng Nhàn, cảm nhận trực quan được cảm giác áp lực đáng sợ kia. Hắn ta nổi tiếng với kỹ năng chiến đấu trên đường phố, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một đối thủ không tuân theo quy tắc như vậy. Ngươi hết thiểm quang đạn rồi sao? Tề Đẳng Nhàn nhìn Tạ Cuồng Long cười hỏi. Tạ Cuồng Long không nói hai lời, đột nhiên giơ tay lên, điều chỉnh Glock 18 thành chế độ hoàn toàn tự động trong nháy mắt, những viên đạn nhắm vào Tề Đẳng Nhàn như hắt nước. Hắn ta vừa nổ súng, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau, ý đồ tạo khoảng cách với Tề Đẳng Nhàn, tiến vào loại hình thức chiến đấu đường phố như vừa rồi lần thứ hai. Nhưng Tề Đẳng Nhàn tìm được rồi, làm sao có thể để hắn ta chạy thoát? Hắn xoay người một cái, liên tục né tránh mấy viên đạn, tránh không thoát liền trực tiếp dùng áo chống đạn cùng mũ bảo hiểm cứng rắn đâm tới. 20 viên đạn của Tạ Cuồng Long trong nháy mắt đã cạn kiệt, Tề Đẳng Nhàn đã cách hắn ta không tới hai thước. Lúc này, hắn ta đưa tay nắm lấy súng tiểu liên treo trên người. Vừa nâng họng súng lên, năm ngón tay của Tề Đẳng Nhàn đã hạ xuống chộp lấy báng súng, đột nhiên vang lên một tiếng răng rắc, các bộ phận của khẩu MP5 bị xé toạc bay tứ tung. Hừ! Với thanh âm bị bóp nghẹn, Tạ Cuồng Long vung cánh tay trái lên, giống như súng bắn ra, đâm thẳng vào cổ họng Tề Đẳng Nhàn. Một chiêu này vừa nhanh vừa tàn nhẫn, cực kỳ quỷ quyệt, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, người bình thường tuyệt đối không cách nào tránh được. Nhưng Tề Đẳng Nhàn cũng không phải người bình thường, trong mắt hắn đã ánh lên một tia kinh ngạc, nói thái cực M phù thương. Không ngờ ngươi lại luyện được loại chiêu thức này. Âm phù thương pháp. Được ra đời dưới thời vua Càn Long, dựa trên thái cực quyền, người sáng lập là một đạo sĩ tên Vương Tông Nhạc. Vương Tông Nhạc này khá huyền thoại, bậc thầy thái cực nổi tiếng Dương Lộ Thiện chính là truyền thừa từ Vương Tông Nhạc. Tạ Cuồng Long một thương đâm xuyên, âm dương dung hợp, trong một đêm liền thành tựu, khi đánh tới mang theo một luồng năng lượng bộc phát, rất đáng sợ. Tề Đẳng Nhàn giơ tay trái lên, giơ lên không trung hai lần, cổ tay nhẹ nhàng chặn lại. Đánh trúng cổ tay Tạ Cuồng Long. Tạ Cuồng Long không có súng lớn trong tay, nhưng khi hắn ta ra tay, có cảm giác như thể đang cầm một khẩu súng dài 3 mét vô hình trong tay, sức mạnh thật đáng kinh ngạc. Hai tay hai người vừa chạm vào nhau, liền giống như hai đầu súng quấn vào, cùng nhau phóng thích kinh lực. Khí, huyết, cốt đồng loạt phát lực, năng lượng và tinh thần bùng phát như một vụ nổ bom nguyên tử, và tất cả đều dồn vào cuộc chiến này. Lúc này, có cảm giác hai người không phải đấu quyền, mà là đấu súng. A! À. Tạ Cuồng Long lùi lại, thân thể run lên, ngay lập tức cởi bỏ áo giáp, mũ bảo hiểm và tất cả vũ khí, chỉ để lại một khẩu súng ngắn ở chân. Tề Đẳng Nhàn cũng như vậy, thân thể lắc lắc một cái, sử dụng vàng kim thoát vỏ, cởi bỏ toàn bộ áo giáp cùng mũ giáp, giảm bớt trọng lượng trên người. Thân thể Tạ Cuồng Long phập phồng. Tựa như cưỡi một con chiến mã, hai tay như phân chia âm dương, lảo đảo trái phải, hai mắt tựa như ánh sao, quan sát tứ phương. Đích thị là M phù thương, tay trái dương tay phải âm. Khi đánh chính là dương tiến âm lui, âm xuất dương hồi. Tề Đẳng Nhàn nhìn hắn ta, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút. Hắn chưa bao giờ giao thủ với cao thủ luyện thái cực M phù thương, đối với môn quyền pháp này cũng chỉ biết một chút, cho nên rất nghiêm túc trong lúc này. Trong tay Tạ Cuồng Long không có súng, sức chiến đấu sẽ giảm đi rất nhiều. Lục Chiến Long nói. Rất nhiều quyền thuật đều là từ thương thuật phát triển mà ra, không cần rút súng cũng có thể ra đòn, cho dù ngươi không có thương trong tay vẫn rất đáng sợ. Ngọc Tiểu Long lại lắc đầu nói. Tạ Cuồng Long nói, không nghĩ ngươi có thể đuổi tới trước mặt ta nhanh như vậy, thật sự lợi hại, nhưng đụng phải nhiều bức tường như vậy cũng rất mệt mỏi đúng không? Tề Đẳng Nhàn nói. Không sao, không sao. Ở khoảng cách này, ngươi cũng không muốn chạy trốn. Ngươi không thể sử dụng năng lực chiến đấu trên đường phố của mình đúng không? Suy cho cùng, dù là bậc thầy chiến đấu ngươi vẫn phải sử dụng nắm đấm của mình.
Tạ Cuồng Long không nói nhảm cùng Tề Đẳng Nhàn, hắn ta biết Tề Đẳng Nhàn liên tục đụng xuyên qua vách tường tất nhiên đã tiêu hao thể lực, lúc này là thời cơ xuất thủ tốt nhất. Bước chân hắn vừa động, lấy quyền làm thương, chạy nhanh đến gần, giơ tay đánh một quyền đâm thẳng vào trái tim Tề Đẳng Nhàn. Cú đấm này tưởng chừng là một cú đấm vào tim, nhưng lại mang theo một lực run rẩy, xoay chuyển trong không trung, lực vừa phát ra thì cánh tay cong xuống như nòng súng, biến thành một chiếc búa trồng cây, đánh thẳng vào người, đập thẳng vào thân. Tề Đẳng Nhàn kinh người, làm sao có thể không cảm nhận được biến hóa trong một quyền này của Tạ Cuồng Long. Vào lúc đó, một cú đấm vào người giáng xuống và đập tan cú đấm của Tạ Cuồng Long. Nhưng Tạ Cuồng Long biến hóa cũng cực nhanh, dương tiến âm lui, âm xuất dương hồi, chỉ trong nháy mắt, chỉ trong tích tắc, lại hóa một thương thành nắm đấm, bổ vào người Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn không lùi bước, cũng thoát thương làm quyền, tựa như cầm một cây đại thương trong tay, cánh tay vung qua, đập vỡ nắm đấm của Tạ Cuồng Long. Nhưng mà, thân thể Tạ Cuồng Long lúc này đột nhiên duỗi ra, cả người thẳng tắp dựng thẳng đứng, gắt gao bám mũi chân trên mặt đất, cả người phát ra một tiếng rắc, phảng phất nâng lên ba tấc. Ngay sau đó, hắn ta nghiêng người, đấm vào trán Tề Đẳng Nhàn và lao thẳng về phía hắn. Giờ khắc này, Tề Đẳng Nhàn cảm giác như mình đang ở trên chiến trường, Tạ Cuồng Long trước mặt giống như một vị tướng mặc áo giáp, cưỡi ngựa cầm súng xông đến giết hắn. Ở thời điểm Tạ Cuồng Long xuất quyền, hắn cũng có ứng biến trong nháy mắt, một tay đưa ra đằng sau, giống như đang cầm trong tay đuôi súng, dùng sức vung một cái, hổ chảo roi tràn đầy uy lực quét ra. Một màn này, tựa như Tề Đẳng Nhàn hạ đại thương trong tay xuống, dùng đuôi súng đập vào đầu Tạ Cuồng Long. Hai người đánh nhau bằng quyền, nhưng trên thực tế lại là thương pháp. Nắm đấm của hai người va chạm trong không trung, lập tức phát ra âm thanh dữ dội, còn to hơn cả lúc Tề Đẳng Nhàn dùng vai đập vào tường vừa rồi. Cú va chạm này trực tiếp đánh trúng Tạ Cuồng Long, khiến khí huyết trong cơ thể hắn không ngừng dâng trào, bước chân mềm nhũn, điên cuồng lui về phía sau. Tề Đẳng Nhàn dùng ngón chân gõ nhẹ trên mặt đất, và với một cái búng tay bất ngờ, hắn lao tới, giống như một vị tướng cưỡi ngựa. Nhưng ngay khi Tạ Cuồng Long đang lùi lại, hắn ta cảm thấy gót chân của mình vấp phải một thứ gì đó mảnh mảnh, khi nhìn kỹ hơn, hóa ra đó là một thanh thép dài gần 3 mét. Vì vậy trong khi rút lui, Tạ Cuồng Long móc ngón chân vào thanh thép và giơ nó lên không trung, chân sau đạp xuống mặt đất, ngăn chặn thế lui về phía sau, hướng về phía Tề Đẳng Nhàn lao tới, và đâm hắn bằng một khẩu súng. Tề Đẳng Nhàn không hề để ý rằng ở đấy còn có một thanh thép dài như vậy, thanh thép này mặc dù không thể so sánh được với cây thương, nhưng dù sao thì cũng không đến nỗi tệ. Tạ Cuồng Long trong tay có binh khí, dài hơn một tấc vì thế cũng mạnh hơn một bậc, hơn nữa hắn ta còn luyện thái cực âm phù thương. Vút! Trong nháy mắt, bước chân Tề Đẳng Nhàn dừng lại, cơ thể ngửa ra sau, một đầu sắc nhọn của thanh thép sượt qua trán hắn, suýt chút đã đâm trúng đầu. Sau khi tránh được cú đâm đó, Tề Đẳng Nhàn ngay lập tức đưa tay lên vỗ mạnh vào thanh thép. Bang! Thanh thép bị hắn đập nảy lên, nhưng Tạ Cuồng Long xoay cổ tay, nhanh chóng xoay thương, kéo nó lại rồi tiếp tục đâm tới. Muốn xoay thương rất đơn giản, chỉ cần có sức mạnh là có thể làm được, nhưng muốn làm được một cách thành thạo, kiểm soát được nó lại không phải việc ai cũng có thể, ít nhất cần luyện tập mười mấy năm. Đối với loại vũ khí dài như thương, điều quan trọng nhất chính là khả năng kiểm soát của người dùng. Không thể phủ nhận rằng Tạ Cuồng Long là một cao thủ dùng thương, thậm chí còn vượt trội hơn cả Từ Ngọc Giai, người mà Tề Đẳng Nhàn đã đánh bại trước đó. Ngay sau khi Tề Đẳng Nhàn tránh cú đâm tới tiếp theo này, Tạ Cuồng Long xoay mạnh thương, khiến trước mắt hắn chỉ thấy một mảng những bóng đen chồng chất, có cảm giác như một rừng những thanh thép đang đâm tới. Một thanh thép nặng mấy chục cân, nằm trong tay Tạ Cuồng Long lại có thể di chuyển nhẹ nhàng. Khi xoay mạnh lại có thể tạo lên một màn thương ảnh dày đặc có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, lúc này đang đổ dồn về phía Tề Đẳng Nhàn như một cơn sóng lớn cuốn trôi mọi thứ. Tề Đẳng Nhàn không có vũ khí trong tay, cho dù võ công có cao hơn gấp 10 lần thì cũng khó mà trong nháy mắt tiếp cận được Tạ Cuồng Long để hạ gục hắn ta. Giờ khắc này trái tim Tề Đẳng Nhàn co bóp kịch liệt, đập nhanh hơn bình thường gấp mấy lần. Tạ Cuồng Long này cũng thật giỏi che giấu. Không ngờ kỹ thuật dùng thương của anh đã đạt đến cảnh giới như vậy. Ngọc Tiểu Long không kìm được bất ngờ, đột nhiên đứng dậy nói.
Lục Chiến Long vẻ mặt nghiêm trọng, Tạ Cuồng Long chỉ cầm bừa một thanh thép đã có thể tạo ra sức mạnh như vậy, nếu như là cây thương lớn mà thường ngày hắn ta hay dùng, có thể nào còn tạo ra sức mạnh càng kinh khủng hơn. Lúc này, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy không khí trước mặt đang nóng dần lên, đó là do tốc độ của thanh thép quá nhanh, gây ma sát với không khí làm tăng nhiệt độ. Có thể hình dung được sức mạnh và tốc độ Tạ Cuồng Long sử dụng lên thanh thép nhanh đến nhường nào. Tề Đẳng Nhàn đã cảm nhận được sự đe dọa của cái chết, da đầu hắn tê dần, dịch mật tiết ra, làm toàn thân có cảm giác vừa căng thẳng vừa hưng phấn đến kỳ lạ. Chính là ở đây. Trước cơn mưa thương đang lao đến, Tề Đẳng Nhàn đột nhiên nhảy vọt về phía trước, đồng thời nhanh như chớp đưa tay vào giữa. Cảnh tượng này giống như hắn đang trực tiếp đưa tay vào một máy nghiền thịt vậy. Cùng lúc đó, từ lục phủ ngũ tạng của hắn truyền ra tiếng gầm của rồng và hổ. Đây là hắn đang cùng lúc sử dụng hai loại ngoại công hổ húc kim trúc trượng và long ngâm thiết bố sam, khi đồng thời sử dụng hai loại ngoại công này có thể đem đến hiệu quả khiến khả năng chịu đòn của cơ thể tăng lên gấp nhiều lần trong một khoảnh khắc. Thân thể hắn như một con gấu già, trông rất cường tráng nhưng động tác lại tinh tế và chuẩn xác như diều hâu. Hùng ưng hợp hình trong hình ý quyền, Dương Quan Quan vừa nhìn đã nhận ra kỹ thuật mà Tề Đẳng Nhàn sử dụng. Chỉ nhìn thấy bàn tay như chim ưng của Tề Đẳng Nhàn đưa vào rừng thương dày đặc bắt lấy, năm ngón tay siết chặt lại, có tiếng răng rắc phát ra, rừng thương cứ vậy mà biến mất. Một thanh thép bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay. Bàn tay hắn cũng bị thanh thép ca một đường, khiến máu tuôn ra. Tạ Cuồng Long khuôn mặt trở lên tức giận. Căn bản là không thể tin nổi đây là việc mà con người có thể làm được. Hắn ta dùng lực lên thanh thép này tương đương như một cây thương lớn, sức mạnh và tốc độ thực sự giống như một máy xay thịt, thậm chí có thể nghiền nát cả một tảng đá chứ đừng nói là máu thịt con người. Tạ Cuồng Long chỉ cảm thấy thanh thép trong tay đã không còn chịu khống chế của hắn ta, nó xoay không kiểm soát, năm ngón tay hắn ta bị ma sát cực kỳ đau đớn, khiến hắn ta không nhịn nổi muốn buông tay. Buông ra. Trong khi hắn ta vẫn đang cố gắng chống cự, Tề Đẳng Nhàn quát lớn một tiếng. Tạ Cuồng Long không thể chịu đựng nổi áp lực từ sức mạnh đó, máu đã nhuộm đỏ hai bàn tay, hắn ta không tự chủ được mà buông lỏng bàn tay, 10 ngón tay của hắn ta đều cảm thấy đau đớn như bị dao cắt. Tề Đẳng Nhàn nhanh chóng giành lấy quyền kiểm soát thanh thép, sau đó ngay lập tức thực hiện một đòn quét ngang. Tạ Cuồng Long chỉ còn cách dồn hết khí huyết lên hai trán ni chuẩn bị đỡ một đòn này. Bành! Một tiếng nổ lớn vang lên, Tạ Cuồng Long bị quật ngã bay ra xa, phá vỡ bức tường mà hắn đụng phải, hắn ta bị vùi dưới đống đổ nát. Tề Đẳng Nhàn thu lại thanh thép rồi cắm mạnh xuống mặt đất, thanh thép dài 3 mét bị hắn cắm sâu xuống đất khoảng 1 mét, phần còn lại trên mặt đất vẫn còn đang lắc lư phát ra âm thanh ong ong. Hắn nhắm mắt lại, như thể đang cảm nhận, hồi tưởng về điều gì đó. Từ lúc Tạ Cuồng Long cầm thanh thép lên phản công, cho đến khi bị Tề Đẳng Nhàn cướp lấy và đánh bay chỉ trong vòng chưa đầy 5 giây. Nhưng những thứ xảy ra trong vòng 5 giây đó thực sự đáng làm người ta suy ngẫm. Hắn đã làm thế nào vậy? Anh có nhìn rõ không? Lục Chiến Long không nhịn được hỏi. Vừa rồi hắn đã sử dụng kỹ thuật nổi tiếng hùng ưng hợp hình trong hình ý quyền. Nhưng điều này cũng không thể. Ngọc Tiểu Long chỉ cảm thấy tất cả những thứ này thật không thể tin nổi. Tề Đẳng Nhàn có thể rất mạnh về quyền pháp, nhưng tại thời điểm mấu chốt dùng tay không mà có thể cướp được thanh thép từ trong tay Tạ Cuồng Long thực sự có chút khiến người ta cảm thấy không thực tế cho lắm. Tạ Cuồng Long dùng thanh thép làm thương, uy lực của nó có thể gấp 10 lần quyền pháp bình thường, lực sát thương quả thực không thể đùa được. Tạ Cuồng Long nằm mềm nhũn trong đống đổ nát, cơ thể đau đớn tột cùng, nhưng hắn ta lại hoàn toàn không quan tâm đến những đau đớn đó, trong lòng chỉ có hoang mang và kinh ngạc. Hắn ta tại sao lại thua chứ? Tề Đẳng Nhàn làm thế nào mà lại bắt được thanh thép trong khi hắn ta đang xoay nhanh như vậy? Chỉ có tử đấu mới có thể khiến tôi không ngừng tiến bộ, kéo dài chiến đấu ngay cả khi cơ thể đã bị thương mới càng kích thích được thêm tiềm năng của cơ thể. Tề Đẳng Nhàn mở mắt kèm theo một nụ cười trên môi. Hắn cảm thấy bản thân dường như đã lĩnh ngộ sâu hơn về một vài khía cạnh của quyền pháp, khả năng kiểm soát các cơ quan, huyệt đạo và thậm chí nhỏ nhất là những mạch máu tưởng chừng cũng chính xác hơn. Sau đó hắn còn cảm nhận được vô số các tổn thương ẩn trong cơ thể.
Những tổn thương này là di chứng của những lần bị thương trước đó, trông như đã lành nhưng khi hắn lớn tuổi hoặc khi sức khỏe giảm sút, chắc chắn sẽ tái phát. Tạ Cuồng Long mãi đến lúc này mới đẩy gạch đá trên người ra, đứng dậy từ trong đống đổ nát, hai cánh tay hắn sưng to, toàn thân lấm lem bụi đất, trông vô cùng chật vật. Tề Đẳng Nhàn chậm rãi bước lên. Tạ Cuồng Long sầm mặt, lạnh lùng nói, tôi thua rồi. Tề Tư Lệnh, anh thắng rồi. Gọi tôi là gì cơ? Tề Đẳng Nhàn nghe xong cười lạnh, sau đó đưa đầu tới gần, tay đặt ghé vào tai. Tạ Cuồng Long ra mặt giật giật, sau một hồi lưỡng lự, xấu hổ nói, đại ca, anh thắng rồi. Nói to chút, Tề Đẳng Nhàn hỏi. Đại ca, Tạ Cuồng Long gần như tức giận hét lên. Lúc này Tề Đẳng Nhàn mới hài lòng gật gật đầu, dù sao cũng là người có thân phận, có địa vị, vẫn là dám cược dám nhận thua. Có thể khiến cho người như Tạ Cuồng Long gọi mình một tiếng đại ca, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy thật sự không tệ, cũng đủ làm màu rồi. Lục Chiến Long không nhịn được cười lên, Tạ Cuồng Long bây giờ không cuồng nổi nữa rồi, gặp phải người có thể trị được hắn rồi. Chính thất bại này của Tạ Cuồng Long đã khiến rất nhiều người biết đến hắn ta đều có cảm giác kinh sợ. Dù sao hắn ta cũng là một trong ngũ long của chiến bộ Hoa Quốc, tiếng tăm lẫy lừng. Tề Đẳng Nhàn chẳng qua chỉ là một nhân tài đặc biệt mới nổi, người biết đến hắn không nhiều lắm, nếu như không phải vì hắn đánh chết Hồng Thiên Đô thì chỉ sợ cái tên này sẽ không bao giờ được nhắc tới. Lúc tới Tạ Cuồng Long khí thế rất hùng hổ, muốn đánh vào mặt Ngọc Tiểu Long, chèn ép danh tiếng gần đây của Tề Đẳng Nhàn. Kết quả, đi về lại ủ rũ. Cho đến bây giờ hắn ta vẫn chưa hiểu rõ, Tề Đẳng Nhàn đã làm như thế nào mà chỉ với tay không thôi cũng đoạt lấy được cốt thép trong tay hắn ta. Sau khi Tề Đẳng Nhàn đi ra liền nhận lấy hòm y tế trong tay Ngọc Tiểu Long, bắt đầu xử lý vết thương trên bàn tay mình. Vừa rồi anh làm như thế nào mà có thể đoạt được cốt thép trong tay Tạ Cuồng Long? Vào lúc đó, tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng bàn tay của anh sẽ bị gãy chứ. Ngọc Tiểu Long nhịn không được mà hỏi. Trực giác, tôi cảm giác mình có thể đoạt được, sau đó liền ra tay. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói. Ngọc Tiểu Long nhíu mày, loại trực giác này mỗi khi nói đến đều cảm thấy rất mơ hồ, nhưng trong võ giả, lại được tất cả mọi người tin tưởng rộng rãi. Bởi vì, đối với những người như bọn họ mà nói, khi võ công được tu luyện đến một trình độ cao cường thì trực giác thường sẽ rất chuẩn, thậm chí ngay cả nguy hiểm cũng có thể dự đoán trước. Lục Chiến Long cười to nói, hả giận, thật sự là rất hả giận. Tạ Cuồng Long không ai dám bị nổi lại bị ngươi hung hăng đánh vào mặt, làm cho ta nhìn đến đã nghiệt. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, hắn ta rất mạnh, đặc biệt là sau khi lấy được cốt thép kia, ta thậm chí còn cảm thấy mình có khả năng bị hắn ta đánh chết. Lục Chiến Long nói, Tạ Cuồng Long luyện thương thuật hơn 20 năm, thái cực âm phù thương sớm đã luyện thành lô hỏa, đương nhiên lợi hại. Tạ Cuồng Long cường đại, không thể nghi ngờ. Có thể xưng ngũ long, không ai là nhân vật đơn giản. Nhưng mà tên Tạ Cuồng Long này lòng độ lượng không lớn, ngươi phải cẩn thận coi chừng tên này lại tìm cách trả thù. Lục Chiến Long nói. Hắn ta thấy ta, đều phải gọi ta một tiếng đại ca. Ta còn sợ hắn ta. Tề Đẳng Nhàn cười cười, đã quấn xong băng trên tay. Ngọc Tiểu Long nhìn Tề Đẳng Nhàn, nói, những gì anh làm hôm nay, ngược lại làm mới thế giới quan của chúng tôi, thì ra, chiến đấu trên đường phố còn có thể đánh như vậy. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, dây dưa với Tạ Cuồng Long ở lĩnh vực hắn ta am hiểu chỉ làm hao tổn đến cuối cùng, người thua nhất định là tôi. Cho nên, đánh trực tiếp đơn giản một chút. Chính là phương thức hiệu quả nhất để thắng. Chỉ sợ Tạ Cuồng Long nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ gặp được một quái thai không theo quy củ như Tề Đẳng Nhàn, những vách tường kia, ở trước mặt hắn, giống như tờ giấy dán. Tề huynh, tôi rất thích anh, khi nào rảnh chúng ta cùng nhau uống rượu. Lục Chiến Long sảng khoái cười nói. Không thành vấn đề, Tề Đẳng Nhàn đồng ý. Lục Chiến Long là người như ánh mặt trời sáng sủa vậy. Tề Đẳng Nhàn cũng rất nguyện ý ở chung với người như vậy, kết giao bằng hữu cũng là lựa chọn không tồi. Ngọc Tiểu Long thản nhiên nói, thay vì đợi khi khác chi bằng hôm nay luôn đi, lát nữa rời khỏi sân tập bắn, tôi mời mọi người ăn cơm. Tề Đẳng Nhàn nói, không nghĩ tới là có thể được Ngọc Tướng Lĩnh mời ăn cơm, thật sự là vô cùng may mắn a. Dương Quan Quan tiến lại gần, nói, tôi có thể đi cùng được không?
Ngọc tướng lĩnh, tôi có rất nhiều thứ thái cực quyền muốn thỉnh giáo với người. Ngọc Tiểu Long cười, nói, đương nhiên không thành vấn đề. Vì thế, nhóm người trở lại nơi vừa rồi, tiếp tục bắn bia. Trong lúc đó Tề Đảng Nhàn cùng Ngọc Tiểu Long tán gẫu một hồi, sau đó đưa tay chỉ Lục Chiến Long. Lục huynh là một người hòa thuận, vừa bình thản lại vừa như ánh mặt trời, gặp. Phải chuyện gì là can đảm dám xông lên, Ngọc Tiểu Long khẽ gật đầu, cười nói. Anh ta thuộc phe nào? Tề Đảng Nhàn nhịn không được hỏi. Không có phe phái gì cả, chính là một quân nhân rất thuần túy. Da ngựa bọc xác, là bốn chữ anh ta thường treo ở bên miệng. Ngọc Tiểu Long có chút khâm phục nói. Ánh mắt Tề Đảng Nhàn nhìn về phía Lục Chiến Long cũng thêm vài phần tôn kính, nói cũng may lúc trước phó lão phát hiện ra nhân tài như anh ta, nếu không, chỉ sợ cũng biến thành bụi bặm lịch sử. Ngọc Tiểu Long thở dài nói, cảnh ngộ mà anh ta gặp phải không đáng để lấy ra làm chủ đề để nói chuyện. Lục Chiến Long ban đầu là thần miếu Phong Tuyết Sơn của Đầu Lâm giáo, nhưng cũng may cuối cùng có một kết cục không tệ, những thế lực xấu kia cũng được trừng phạt xứng đáng. Tuy nhiên, đây chỉ là những gì mọi người có thể nhìn thấy, là bóng tối tiếp xúc với ánh mặt trời. Trên thế giới này, còn có rất nhiều nơi mà ánh mặt trời không thể chiếu tới, có bao nhiêu chuyện tương tự xảy ra ở nơi bọn họ không biết đây. Đây có lẽ cũng chính là lý do vì sao Ngọc Tiểu Long phải cố gắng hoàn thành mục tiêu như vậy. Tề Đảng Nhàn phát hiện Lục Chiến Long rất thích Dương Quan Quan, chủ động dạy Dương Quan Quan kiến thức súng ống còn có cả lý thuyết bắn súng, cả hai tán gẫu rất nhiều. Sau này có việc gì khó khăn cũng có thể tìm tôi rất thích cô. Lục Chiến Long cười với Dương Quan Quan, cao giọng nói. Ách, Dương Quan Quan hoảng sợ. Lục Chiến Long nhìn vẻ mặt của cô ta như gặp quỷ, liền nói, cô đừng hiểu lầm, tôi cảm thấy cô rất giống em gái bất hạnh của tôi, không có ý gì khác. Dương Quan Quan thở phào nhẹ nhõm, cười nói, Lục ca ngươi là đại cao thủ, về sau nhất định sẽ tìm anh để lĩnh giáo chút bản lĩnh. Lục Chiến Long nói, có Tề huynh đệ danh sư như vậy, tôi cũng không dám chỉ điểm lung tung cái gì, miễn dạy hư đồ đệ, lỡ hắn tức giận đấm đầu ta một phát, vậy thì không vui. Có chuyện gì xảy ra với muội muội của Lục Chiến Long vậy? Tề Đảng Nhàn nhịn không được hỏi. Bị thế lực xấu của nơi đó bắt nạt, sau đó bắt cóc. Ngay cả người cũng tìm không thấy, cũng không biết chết hay sống. Ngọc Tiểu Long mím môi, có chút lạnh lùng nói. Tề Đảng Nhàn nghe xong cũng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, hắn cảm thấy thảm kịch như này không nên xảy ra trên con người tự do và sảng khoái như Lục Chiến Long. Nhưng cho dù những chuyện này đã xảy ra, Lục Chiến Long vẫn có thể dùng thái độ như ánh mặt trời đối mặt với cuộc sống, điều này không thể không làm cho người ta cảm thấy khâm phục. Đến gần giờ cơm, mấy người bọn họ rời khỏi bãi bia, lái xe đến quán ăn tư nhân do Ngọc Tiểu Long sắp xếp. Nhìn thấy Tề Đảng Nhàn lái chiếc Ferrari bảnh bao đến làm cho Ngọc Tiểu Long và Lục Chiến Long hai mặt nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Bọn họ chính là ghen tị lão tử có tiền. Tề Đảng Nhàn trong lòng khinh thường nghĩ, cũng không quan tâm những ánh mắt này. Long Á Nam cười lạnh nói, thằng huynh hoang này, chỉ thích làm những chuyện khoa trương gây sự chú ý. Lục Chiến Long lại cười nói, tính tình nóng nảy thật mà, có tiền thì để làm gì? Tiền thưởng hàng năm của anh cũng không ít nhưng sao chẳng thấy anh tiêu cho bản thân mình. Ngọc Tiểu Long lại thản nhiên nói. Do không phải có quá nhiều anh em cần giúp đỡ sao? Không còn cách nào, Lục Chiến Long lơ đến cười cười, nói. Anh ta đã mặc đồng phục được chiến bộ phát hành gần như quanh năm, và rất ít người nhìn thấy anh ta mặc quần áo cá nhân. Bởi vì anh ta chưa bao giờ đi dạo các cửa hàng thời trang, mỗi tháng được phát lương và tiền thưởng. Điều đầu tiên mà anh ta luôn làm đó chính là mang đi trợ cấp cho người nhà của những người anh em tàn tật và những người đã anh dũng hy sinh. Cho dù là người không có thiện ý với Lục Chiến Long khi nhắc tới anh ta, cũng sẽ trầm mặc một lúc, sau đó đánh giá một câu, anh ta là một người tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 47.